Chương 41 10. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ăn qua cơm chiều, Nghiêm Từ Mộc mang theo vài cái bao, đêm đó liền mang theo Tạ Oánh Thảo thẳng đến Nghiêm gia lão phòng ở đi. Nghiêm gia lão phòng ở khoảng cách Tạ gia phi thường gần, trung học thời điểm, Nghiêm Từ Mộc sáng sớm chạy bộ, Tạ Oánh Thảo ngồi ở nhà mình trên ban công là có thể thấy hắn theo cửa chạy tới, bất quá nàng cho tới hôm nay mới xem như lần đầu tiên bước vào Nghiêm gia lão phòng ở. Nói là lão phòng ở, kỳ thực chính là phòng linh có chút lão mà thôi, tiểu khu là cái hoàn cảnh phi thường duyên dáng thành thục xã khu, ở lại nhân gia cũng không phải hời hợt hạng người. Nghiêm gia lão ốc ở lầu 1, còn có một độc lập tiểu viện tử, loại này hộ hình ở tân kiến trúc lý cũng không nhiều, trừ phi là biệt thự, đã rất hiếm thấy. Đi vào lão ốc, bên trong trang hoàng tuy rằng đều là vài năm trước, nhưng là dùng lưu tốt lắm, bảo tồn cũng thật hoàn mỹ, theo bên trong xem. Hoàn toàn nhìn không ra tới là cái lão phòng ở. Nghiêm Từ Mộc về nước sau, có đôi khi sẽ trực tiếp ở tại lão trong phòng, cho nên gia cụ đồ điện đều bảo tồn rất khá, đều ở sử dụng chung. Này cho dù là tiểu vợ chồng chính thức bắt đầu ở chung. Mặc dù ở Tạ gia, Nghiêm Từ Mộc ôm nàng ngủ quá 2 lần, cũng có một chút thân mật hành động, nhưng là như thế này chính thức hai người một mình ở chung vẫn là lần đầu tiên. Nghiêm Từ Mộc trước đem vật phẩm bày biện hảo, lại đem quần áo bỏ vào trong tủ quần áo, Tạ Oánh Thảo xem bất quá đi, đến giúp hắn một điểm trang, cũng đem bản thân quần áo cũng xiêm áo đi vào. Như vậy xem như ở nhà sinh hoạt thôi. Nàng còn tại xuất thần, Nghiêm Từ Mộc một phen từ phía sau ôm lấy nàng, hiện tại hắn không có bất kỳ cố kỵ gì. Tạ Oánh Thảo mặt hơi nóng lên, biết không có cách nào lại tiếp tục ngăn trở nàng, đành phải đẩy hắn. Chúng ta trước tắm rửa a. Nghiêm Từ Mộc cười. Cùng đi. Ngươi đi trước a. Tạ Oánh Thảo đem hắn đẩy đi ra ngoài. Trong phòng tắm truyền đến rào tiếng vang, Tạ Oánh Thảo đem phòng sửa sang lại hảo, ngồi ở bên giường ghế tựa, lại là khẩn trương lại là thẹn thùng. Không bao lâu, Nghiêm Từ Mộc theo trong phòng tắm xuất ra, bên hông bọc một cái khăn tắm, tóc vẫn là ướt sũng. Tạ Oánh Thảo đem khăn lông cái ở trên đầu hắn, chui vào phòng tắm. Nàng tẩy thật sự chậm, làn da cũng thật nóng, không tự chủ được não bổ chính nàng trong tiểu thuyết mặt miêu tả thuyền diễn. Nhưng là này thuyền diễn đều là chỉ có quan cảm, không có chân thật cảm a, chân thật thuyền diễn đến cùng là bộ dáng gì, nàng kỳ thực còn thật không biết. Có phải hay không đau chết? Có phải hay không khẩn trương đến thật sự thở không nổi? Có phải hay không? Cái loại cảm giác này đến cùng là thế nào đến? Càng nghĩ càng khẩn trương. Chờ nàng theo trong phòng tắm lúc đi ra, Nghiêm Từ Mộc chờ đến độ sắp đang ngủ. Tạ Oánh Thảo dè dặt cẩn trọng ma cọ sát cọ đi đến bên giường, muốn nhìn hắn nằm ở nơi đó làm cái gì, vừa thấu đi qua, đã bị hắn một phát bắt được cánh tay, ngã vào trên giường, tiếp theo hắn nghiêng người, hai người liền trao đổi vị trí. Hắn nằm ở trên người nàng xem nàng. Đêm tân hôn, chỉ còn lại có 2 người. Trong phòng mặt một điểm thanh âm đều không có. Tạ Oánh Thảo nghe được bản thân tiếng tim đập, bang bang phanh, nàng tưởng đè lại ngực, lại bị Nghiêm Từ Mộc thưởng trước một bước. Chưa từng có xúc cảm làm cho nàng nhẹ giọng kêu lên. Rất nhanh, một loại khác kỳ quái cảm giác thay thế phía trước khẩn trương, nàng dần dần trầm tĩnh lại, đi theo hắn một cái nhịp, chậm rãi đi vào cảnh đẹp. Đau đớn đã đến thời điểm, hắn bắt tay chỉ đặt ở bên miệng nàng cắn. Nàng rốt cục nhịn không được khóc lên. Hắn đau lòng hôn nàng. Lần đầu tiên chẳng phải thật lâu, hai người đều có điểm chống đỡ không được. Nghiêm Từ Mộc ôm nàng nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa khơi mào nhiệt tình. Lúc này đây kết thúc, hai người trực tiếp song song đã ngủ. Ngày kế hừng đông, Tạ Oánh Thảo tập quán tính sáng sớm, nàng mở to mắt, bản thân là nằm ở một cái ấm áp trong ngực. Của nàng cổ phía dưới chẫm cánh tay hắn, của hắn cánh tay kia ôm lấy thân thể của nàng tử. Hai người da thịt kề bên da thịt, đùi còn giao triền ở cùng nhau. Nàng hơi mặt đỏ, đem đêm qua bị kéo quần áo kéo qua đến, tránh ở trong chăn mặc vào. Nàng còn không có dũng khí ở trước mặt hắn mặc quần áo, xuyên đến một nửa, nàng phát hiện Nghiêm Từ Mộc mở to mắt đang xem nàng, một mặt thỏa mãn mỉm cười. Tạ Oánh Thảo đại quẩn, cũng may áo đã bộ tốt lắm, nàng dùng chăn cái phía dưới. Không nên cười. Nghiêm Từ Mộc tươi cười không giảm. Thân mình đi phía trước dò xét tham, thủ liền theo chăn phía dưới xoa đùi nàng. Không cần lộn xộn a. Nàng bây giờ còn cảm thấy cả người bủn rủn, phía dưới ẩn ẩn làm đau, bị hắn vừa chạm vào lại cảm thấy táo nóng lên, phải nhanh điểm rời giường, một lát đến trễ sẽ không tốt lắm. Ngày hôm qua hai người đều phân biệt mời một ngày giả, không biết bao nhiêu công tác đang chờ bọn họ. Nghiêm Từ Mộc tối hôm qua trải qua thập phần thích ý, ăn uống no đủ, ý còn chưa hết. Hắn ngồi dậy đến, trên người chưa phiến lũ, Tạ Oánh Thảo đỏ mặt đem quần áo của hắn quăng đi qua, cái nửa thân mình. Ta đi tắm rửa. Nói xong liền chui vào phòng tắm khóa kỹ cửa. Nghiêm Từ Mộc chậm rì rì đi đến cửa phòng tắm khẩu bắt đầu sao. Lão bà mở cửa a. Tạ Oánh Thảo ở bên trong hồi hắn. Ta còn không tẩy hoàng đâu, ngươi đợi lát nữa. Nghiêm Từ Mộc khóe miệng khẽ nhếch cười, lại ôm bụng kêu. Lão bà ta bụng đau a, mở cửa nhanh a. Lão phòng ở liền điểm ấy không tốt, tuy rằng công quán diện tích tiểu, phòng đại, nhưng là toilet chỉ có một. Bên trong tĩnh vài giây chung, Tạ Oánh Thảo bọc khăn tắm mở cửa. Nhanh đi nhanh đi. Nàng vừa muốn ra cửa, Nghiêm Từ Mộc đã nhanh tay đem cửa đóng lại. Gì chứ a, ngươi muốn kéo bánh, ta ở trong này sẽ bị huân tử. Tạ Oánh Thảo phụ giúp hắn, chớ sợ, ta kéo bánh không thối. Tạ Oánh Thảo vui vẻ. Ngươi như vậy thần kỳ a. Nghiêm Từ Mộc một phen giữ chặt nàng. Đương nhiên là lừa gạt ngươi. 5 phút sau, Tạ Oánh Thảo ôm cái mũi chạy ra khỏi toilet. Nghiêm Từ Mộc, ngươi này phần đảng a, nói tốt không thối đâu. Nam nhân bình tĩnh cầm lấy kem đánh răng hướng bàn chải đánh răng mặt trên chen, một bên chế nhạo nàng. Ai có thể nghĩ đến ngươi thật đúng tin a, ngốc qua. Vì sao cảm thấy vừa lĩnh hoàng chứng, hàng này cảm giác liền tự tại rất nhiều là tình huống gì, hắn cư nhiên đều dám trước mặt nàng kéo bánh, tiếp theo hội làm ra chuyện gì quỷ mới biết được a. Nguyên lai tiếp xúc gần gũi cuộc sống sau, nam nhân bản tính hội chậm rãi bại lộ xuất ra sao. Hoài như vậy nghi hoặc tâm tình, Tạ Oánh Thảo bị Nghiêm Từ Mộc đưa đến công ty dưới lầu, nàng nhảy xuống xe, bị Nghiêm Từ Mộc gọi lại. Nơi này. Hắn chỉ vào mặt mình, cáo biệt hôn đâu. Tạ Oánh Thảo tiểu bước chạy về đi, nhìn nhìn bên cạnh, mới ở trên mặt hắn hôn một cái. Hai chúng ta hiện tại là quang minh chính đại vợ chồng quan hệ. Nghiêm Từ Mộc một bộ nghiêm trang nói, lại đến một ngụm. Tạ Oánh Thảo bất đắc dĩ, lại hôn hắn một ngụm, hắn mới bằng lòng phóng nàng lên lầu. Này thật sự là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, tòa nhà văn phòng trong đại sảnh lui tới đều là dòng người, trong thang máy cửa xếp rất dài đội ngũ, hết thảy đều cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng là, Tạ Oánh Thảo đột nhiên tưởng kêu to. Nàng hiện tại đã kết hôn nhân sĩ. Phảng phất đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Nàng lấy ra di động mới phát hiện ngày hôm qua trở về đã quên nạp điện, di động trực tiếp tắt điện thoại. Đến văn phòng, nàng trước xuất ra nạp điện khí đem di động sung thượng điện, bắt đầu xử lý công tác. Ngày hôm qua không đi tham gia hội nghị, rất nhiều văn kiện đều ở trong hộp thư, nàng động tác muốn mau một chút tài năng đúng hạn hoàn thành tan tầm. Này nhất vội chờ dừng lại hơi làm nghỉ ngơi đã mau giữa trưa, Tạ Oánh Thảo nhìn thoáng qua di động, lượng điện đã sung hơn phân nửa, nàng đem di động mở ra, liền thấy rất nhiều chưa đọc tin tức, bỗng chốc xoát đầy toàn bộ màn hình. Có loại cảm giác tên là, khai di động thời điểm không ai tìm, quan bắt đầu cơ toàn thế giới đều đang tìm ngươi. Nàng mở ra từng cái xem, trước chọn công tác tin tức xem, đại bộ phận đều là cho nàng phát tin cáo tin tức, tạm thời xem nhẹ. Xử lý hoàng, thấy Tống Quân ảnh bán thân mặt trên thật nhiều cái chữ số, Tạ Oánh Thảo vội vàng mở ra, Tống Quân tin tức liền bá bình. Nhị Quân. Oánh Thảo các ngươi kết hôn. Nhị Quân. Các ngươi kết hôn cư nhiên không nói với ta một tiếng. Nhị Quân. A. Nhị Quân. Ta tốt nhất khuê mật kết hôn cũng không cho ta biết. Nhị Quân. Ta muốn náo loạn. Nhị Quân. Vì sao không tiếp điện thoại? Nhị Quân. Ngươi cư nhiên trực tiếp tắt máy không tiếp ta điện thoại. Nhị Quân. Đầu heo ngươi xong rồi. Nhị Quân. Đầu heo mau hồi tin tức. Ngạch dọc thần kia, quả thực chính là oanh tạc giống nhau tin nhắn tức. Tạ Oánh Thảo còn chưa có quan tâm hồi hắn, trước xem khác tin tức, vài cái đồng học đều phát đến đây tin nhắn, toàn bộ đều là chúc mừng kết hôn. Trong lòng nàng lột bột một tiếng, đại khái biết đã xảy ra sự tình gì, vì thế yên lặng địa điểm khai Nghiêm Từ Mộc vi tính bạn tốt vòng. Nghiêm Từ Mộc. Đại gia chuẩn bị hồng bao đi, muốn xong phân. Xứng đồ. Hai người kia Trương cầm trong tay hôn thú chụp ảnh chung. Nàng chỉ biết. Nghiêm Từ Mộc người kia khẳng định đi chiêu cáo toàn thế giới, hai người bọn họ kết hôn. Phía dưới là nhất dài ca nhìn không tới đầu nhắn lại, Tạ Oánh Thảo không có một cái điều xem đi xuống, quét một lần không nhìn thấy Đường Hân nhắn lại, nàng tò mò đi tìm Đường Hân vi tính, lại phát hiện bản thân nhìn không tới của nàng bạn tốt vòng. Xem ra Đường Hân đã đem nàng kéo đen. Tạ Oánh Thảo thở dài, đốt Đường Hân ảnh bán thân, cũng đè xuống phím hủy. Đại gia ai cũng không cần thấy ai mới tốt, thanh tĩnh. Giữa trưa tùy tiện ăn chút gì, buổi chiều vừa muốn đi học, giữa đường Tạ Oánh Thảo gặp một người, nàng ngừng lại. Hứa Thúc đang ở đem trong tay tư liệu đưa cho bên cạnh tiêu thụ bộ chủ quản, hắn hiện tại vẫn cứ còn tại đảm nhiệm trợ lý chức. Tạ Oánh Thảo nhớ tới hắn chạy tới hướng bốt mật báo, hành vi có thể nói ti tiện, trong ánh mắt không khỏi mang theo chút hèn mọn. Hứa Thúc cũng thấy Tạ Oánh Thảo, hắn xấu hổ nở nụ cười, đi qua thấp giọng nói. Tạ trợ lý, Nga không, Tạ chủ quản, gần đây được không? Tạ Oánh Thảo không quá muốn quan tâm hội hắn, lại ngại cho bên cạnh có người, chỉ có thể đáp. Còn có thể. Hứa Thúc giảo hoạt cười cười. Nếu không là ta ngầm giúp ngươi một tay, ngươi đâu có thể nào nhanh như vậy ngồi trên chủ quản vị trí A, ngươi nói đúng không là? Tạ Oánh Thảo nhìn hắn một cái. Chạy tới mật báo loại này hành vi cũng thật sự có chút hạ tam lạm thôi. Hứa Thúc cười. Có quan hệ gì, Nghiêm Từ Mộc không là đã rời đi công ty sao, hai người các ngươi này quan hệ khẳng định cũng không có cách nào lâu dài, các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao, vẫn là đã chia tay. Tạ Oánh Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Hắn sẽ không giống mổ cái vì bản thân tiền đồ nam nhân giống nhau, buông tha cho bản thân âu yếm nữ sinh. Chúng ta đã kết hôn. Hứa Thúc sửng sốt một chút, nửa ngày không nói gì, yên lặng tránh ra. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 11. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Trễ cùng đi làm, Tạ Oánh Thảo thu thập xong này nọ chuẩn bị đi ra ngoài, ngoài ý muốn thoáng nhìn Hứa Thúc lắp bắp ở bản ngành cửa lắc lư. Nàng vốn tưởng trực tiếp tránh ra, rốt cục vẫn là nhịn không được đi qua hỏi. Ngươi tại đây làm cái gì? Hứa Thúc bị Tạ Oánh Thảo bắt đến, muốn tránh đã không kịp, rõ ràng ngạnh cổ nói. Ta tìm đến Yến Yến. Tạ Oánh Thảo hướng trong văn phòng nhìn thoáng qua, Trần Yến Yến còn ở phía sau vội vàng, không chú ý bên này cửa chuyện đã xảy ra. Nàng cao thấp nhìn nhìn Hứa Thúc. Ngươi tìm Yến Yến làm cái gì? Hứa Thúc có chút não. Mắc mớ gì đến ngươi, ta yêu tìm nàng. Tạ Oánh Thảo đột nhiên cười rộ lên. Ngươi không sợ trong văn phòng thuyết tam đạo tứ. Hiện tại đều tan tầm. Hứa Thúc nhỏ giọng than thở, ta cho nàng phát tin tức, nhưng là nàng đem ta đều kéo đen, căn bản phát bất quá đi, gọi điện thoại cũng không tiếp, không đổ ở cửa căn bản không còn thấy. Lúc trước không là ngươi muốn cùng Yến Yến chia tay sao? Ta đổi ý có được hay không? Hứa Thúc đến mức mặt đều đỏ, được rồi, ta thừa nhận, là ta đi tố giác của các ngươi. Ta gặp các ngươi ở cùng nhau mỗi ngày thân ái nóng nóng ngọt ngọt như mật, ta ghen tị ta tức giận. Là ta sai lầm rồi, làm sao ngươi nói ta đều nhận. Con người của ta không tốt, nhưng là ta là thật sự thích Yến Yến, ta nghĩ cùng nàng gặp mặt nói chuyện, cùng nàng nhận thức nghiêm cẩn thực nói lời xin lỗi. Này công tác ta không cần cũng không có gì. Tạ Oánh Thảo trong ánh mắt có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là ngợi khen. Nàng cảm giác được bên người có người, nhìn lại, không biết cái gì thời điểm Trần Yến Yến đã đứng ở cửa khẩu, chính xem Hứa Thúc. Tạ Oánh Thảo vội vàng tránh ra một bước, cầm túi xách đi ra ngoài. Ta đi trước. Đi đến tòa nhà văn phòng bên ngoài, Nghiêm Từ Mộc đang ở chờ nàng. Ngươi tâm tình tốt lắm bộ dáng thôi, hôm nay có chuyện tốt gì? Nghiêm Từ Mộc xem nàng. Giúp người thành toàn ước vọng, có tính không chuyện tốt. Tạ Oánh Thảo vui rạo rực đem sự tình vừa rồi cấp Nghiêm Từ Mộc nói một lần. Tốt lắm a, hai người bọn họ có thể hòa hảo lời nói cũng là một chuyện tốt. Nghiêm Từ Mộc vừa lái xe vừa nói, bất quá trước mắt chúng ta trước tiên cần phải lo lắng một chút hôm nay cơm chiều làm sao bây giờ, chúng ta có 4 lựa chọn, A. Về nhà bản thân làm cơm ăn, bất quá đồ làm bếp không được đầy đủ. B. Ở bên ngoài mua ăn. C. Đi nhà của ta ăn. D. Hồi nhà ngươi cùng ba ngươi cùng nhau ăn cơm. Tạ Oánh Thảo há miệng thở dốc, vừa định nói như vậy sự tình đơn giản còn không dễ dàng quyết định sao, lại phát hiện thật sự khó khăn. Không có đồ làm bếp, ý nghĩa làm không được giống dạng đồ ăn, đi Nghiêm gia ăn cơm hoặc là Tạ gia ăn cơm đều sợ một Khác Phương cha mẹ không vui, nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà chỉ có ở bên ngoài ăn mới là thích hợp nhất. Ách, chúng ta đêm nay trước ở bên ngoài giải quyết đi, đợi lát nữa cùng đi dạo đồ điện thương trường, đem đồ làm bếp mua một chút, ngày mai chúng ta là có thể bản thân làm cơm ăn. Không nghĩ tới, trong cuộc sống như thế không chớp mắt một việc, ăn cơm mà thôi, vậy mà muốn lo lắng đến như vậy chu toàn. Hai người tìm cái nhà ăn, ăn xong rồi cơm, bắt đầu dạo thương trường. Lão trong phòng chỉ có tủ lạnh, lò vi sóng cùng một cái lò vi ba, Tạ Oánh Thảo mua nồi cơm điện, sao nồi, chỏ chờ, nàng còn tưởng mua cái lò nướng, lo lắng đến không tốt lắm lấy, quyết định lần sau lại đến mua. Đi ngang qua siêu thị thời điểm, hai người lại đi vào mua một ít trứng gà cùng rau dưa, đủ ngày mai buổi sáng ăn cơm dùng. Trở về trong nhà, Tạ Oánh Thảo đem mấy thứ này ở trong phòng bếp mặt bày biện chỉnh tề, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hô một tiếng ở phòng khách xem tivi Nghiêm Từ Mộc. Trong nhà có thước diện sao, còn có gia vị phẩm. Kém chút đã quên món chính. Giống như phía dưới tủ quầy lý có đi, ta bình thường không làm cơm, không biết còn có hay không. Nghiêm Từ Mộc nghe thấy thanh âm đi đến trù cửa phòng đáp lại nói. Tạ Oánh Thảo nga một tiếng, ngồi xổm xuống bắt đầu ở tủ quầy bên trong tìm kiếm, thấy một cái trang bột mì gói to cùng một cái trang thước gói to, vừa mở ra một cái tiểu bươm bướm liền phi lên, nàng một điểm phòng bị đều không có, sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên đất. Nghiêm Từ Mộc cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi lại đem nàng nâng dậy đến, sau đó bản thân ngồi xổm xuống đi kiểm tra thước diện gói to. Nguyên lai bởi vì thời gian dài không cần, trong gói to mặt đều bắt đầu sinh sâu, còn tiến hóa thành tiểu thiêu thân. Nghiêm Từ Mộc một mặt xấu hổ. Ta xuất ra đi vứt bỏ được rồi. Hai người trẻ tuổi bình thường đều là đi theo cha mẹ trụ, rất nhiều chuyện không có chân chính thao đa nghi, tuy rằng hội làm một ít gia vụ, nhưng là chân chính bản thân độc lập cuộc sống thời điểm, mới phát hiện có nhiều như vậy vấn đề. Thước diện đều không có, gia vị thoạt nhìn cũng đều phải thay đổi tân, đường bình có đoạn thời gian không nhúc nhích qua, bình khẩu thượng lại có nhất con nho nhỏ con kiến đi quá, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng chưa dũng khí mở ra, Nghiêm Từ Mộc trực tiếp cầm vứt bỏ. Tạ Oánh Thảo buồn bực phát hiện, ngày mai buổi sáng ngay cả bữa sáng đều chuẩn bị không xong, bởi vì ngay cả muối bình bên trong đều là không. Nghiêm Từ Mộc cầm cái tiểu vở, đem cần mua gì đó đều viết ở mặt trên, sau đó an ủi nàng. Không có việc gì không có việc gì, ngày mai ta cam đoan đều đi mua trở về a. Tạ Oánh Thảo cảm thán. Ba ta thật sự là rất vĩ đại. Tạ ba ba một người theo trung học đem nàng đưa lớn như vậy, hằng ngày cuộc sống xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nghiêm Từ Mộc cười rộ lên, lôi kéo nàng đi xem tivi. Tạ Oánh Thảo đem máy tính sách tay chuyển đến trong thư phòng. Ta muốn viết bản thảo, ngươi trước tự mình xem đi. Gần nhất luôn cảm thấy thời gian khẩn trương a, có Nghiêm Từ Mộc sau, của nàng cá nhân thời gian liền biến thiếu. Có lẽ một người biến thành hai người chính là loại cảm giác này, vốn sở hữu thời gian đều là của chính mình, tưởng thế nào an bày cũng đều là chính mình sự tình, hiện tại biến thành hai người, một người khác cần đến chia sẻ của ngươi thời gian cùng không gian, ở an bày sự tình thời điểm cũng muốn lo lắng đến của hắn nhu cầu cùng cảm thụ, thời gian mạnh liền trở nên rất căng trương, nhưng là trong lòng tràn đầy. Tạ Oánh Thảo viết 2 giờ bản thảo, ngẩng đầu lên, thấy đã sắp 10 giờ rồi. Nghiêm Từ Mộc vừa tắm rửa xong theo trong phòng tắm xuất ra, đứng ở cửa thư phòng khẩu xem nàng. Tóc của hắn đều là ướt sũng, mấy lũ tóc mái cúi ở trước trán, chặn một con mắt, khác một con mắt lý để lộ ra một tia lửa nóng. Hắn đối với phòng tắm làm cái mời động tác. Tạ Oánh Thảo minh bạch ý tứ của hắn, hắn ở thúc giục nàng nhanh chút đi tắm rửa, sau đó, cút ra giường. Hai người đều là mới nếm thử nhân sự, Nghiêm Từ Mộc phương diện này nhu cầu càng lớn hơn một chút. Hắn nại tính tình đợi hảo mấy tháng mới xem như đem nàng một điểm không dư thừa nuốt vào bụng tử, hận không thể cùng nàng luôn luôn ôm tồn. Tạ Oánh Thảo đỏ mặt đem máy tính đóng, vào phòng tắm. Chờ nàng tẩy hoàn mặc áo tắm mới từ hướng trong phòng tắm xuất ra, chờ ở cửa Nghiêm Từ Mộc liền ôm chặt lấy nàng, đem nàng ép tới dán tại trên cửa. Hơi thở bỗng chốc còn có điểm suyễn đứng lên, Tạ Oánh Thảo nhẹ nhàng giãy dụa thôi tay hắn. Chúng ta đến trên giường. Ngô. Miệng đã bị đổ thượng, áo tắm dây lưng cũng bị kéo mở đánh rơi trên đất. Không có nút thắt, cũng không cần thiết cởi bỏ, hắn ngón tay thon dài chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, áo tắm liền theo trắng mịn trên bờ vai mới hạ xuống. Tạ Oánh Thảo còn không có thể hoàn toàn thích ứng hắn thay đổi cái địa phương khai chiến, đỏ mặt luôn luôn nhỏ giọng nói thầm đến trên giường đi, nhưng mà loại này không có hiệu quả kháng nghị là không có tác dụng, rất nhanh của nàng áo tắm cũng đi theo dây lưng cùng nhau dừng ở trên đất. Nàng có chút chân nhuyễn, không thể không phàn Nghiêm Từ Mộc thân mình, mới phát giác hắn duy nhất che đậy thân thể áo tắm cũng đã rơi trên mặt đất. Tay nàng dừng ở của hắn, cái mông, chỉ cảm thấy phỏng tay giống nhau, chạy nhanh thu trở về. Hắn cười khẽ, đem nàng ôm lấy đến, đi đến trong phòng ngủ, đặt lên giường. Như ngươi mong muốn. Hắn chế nhạo nàng, nghĩ như vậy nhanh chút đến trên giường đến. Nàng muốn tranh cãi, thanh âm lại trở nên nhỏ vụn, theo của hắn động tác dần dần nói không ra lời. Hắn so ngày hôm qua có nhẫn nại nhiều lắm, cũng không giống tạc trời như vậy mau liền muốn công thành chiếm đất, mà là chậm rãi, một điểm đánh tan của nàng phòng tuyến. Hôm nay đau đớn cảm giác rơi chậm lại rất nhiều, bất quá bởi vì nàng vẫn cứ khẩn trương, cho nên vẫn là cảm thấy một ít không khỏe, nhưng là rất nhanh lại ở của hắn trấn an hạ trở nên sung sướng đứng lên. Bất quá Nghiêm Từ một loại này mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt nhân, thể lực thật đúng không phải bình thường hảo a. Chờ hết thảy đều dừng lại thời điểm, cũng không biết mấy điểm, Tạ Oánh Thảo lại vây lại mệt, không có đi tắm rửa liền trực tiếp đã ngủ, Nghiêm Từ một đem hai người thanh lý sạch sẽ, lại đem nàng ôm vào trong ngực, hôn hôn trán nàng. Ngày thứ hai buổi sáng, Tạ Oánh Thảo rời giường sau cảm thấy thắt lưng đau, muốn ấn này tiết tấu đi xuống, tiếp qua vài ngày nàng liền không xuống giường được. Nàng nếm thử cùng Nghiêm Từ một giảng đạo lý. Cổ nhân vân, sắc tự trên đầu một cây đao, mỗi ngày làm như vậy đi xuống, ta sợ ngươi ăn không tiêu. Đối diện ăn sớm một chút nam nhân tinh thần tốt lắm, dù sao đêm qua hắn rất vẹn toàn chừng. Ngày đầu tiên buổi tối sợ bị thương nàng, mà hắn kỹ thuật cũng có đãi đề cao, vẫn chưa tận hứng, tối qua đem phía trước đa thiểu thiểu xem qua một ít đảo quốc phim nhựa cùng thực tế tướng kết hợp một chút, phát hiện có thể thủ chỗ, cũng có khoa trương cảm giác, nói ngắn lại, thủ kỳ tinh hoa sau, hắn cảm giác không sai, đêm nay có thể nhắc lại cao một chút kỹ thuật. Cho nên hắn rất có hưng trí nói. Không cần lo lắng, ta thể dục thành tích tốt lắm, thân mình không giả. Tạ Oánh Thảo mạnh nhớ tới trung học 3 năm Nghiêm Từ một chạy bộ cùng đánh bóng rổ, ai có thể nghĩ đến, vào lúc ấy rèn luyện xuất ra một thân hảo thể lực, hiện tại tất cả đều luyện ở tại trên người nàng. Một ngày này đi làm, nàng liền hơi chút có chút hoảng thần, bị Đỗ Nặc phát hiện. Từ tiệc rượu sau, Đỗ Nặc ở Tạ Oánh Thảo trước mặt liền trở nên tương đương thành thật, làm cho hắn làm cái gì phải đi làm, mặc dù có thời điểm vẫn là hội thống rắc rối, bất quá đã tốt hơn nhiều. Bất quá hắn cùng Tôn Cường vẫn cứ không đúng tỳ khí, cũng may Tôn Cường thông thường cũng chưa thời gian ở trong văn phòng dài đãi, hai người gần nhất cũng không gây ra đến cái gì yêu thiêu thân sự kiện. Đỗ Nặc đến chủ quản văn phòng cấp Tạ Oánh Thảo đưa văn kiện, nhìn thấy nàng ngồi ngẩn người, liền thấu đi qua. Tạ chủ quản, nghĩ cái gì đâu? Tạ Oánh Thảo bị hắn kinh ngạc một chút, nàng vừa rồi trong đầu hồi tưởng vẫn là tối hôm qua hai người như vậy một ít chi tiết, không khỏi có chút tu nhân. Đỗ Nặc gãi da đầu, chần chờ một chút, mới nói. Tạ chủ quản, vì sao ánh mắt ngươi? Như thế nào? Hơi lộ ra một tia thật mị hoặc cảm giác. Tạ chủ quản ngươi nên sẽ không ở Tư Xuân đi. Ngươi mau đi ra đi. Đỗ Nặc sờ đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến một nửa, lại nghĩ tới đến cái gì. Đúng rồi, ta hôm kia buổi tối cùng vài cái bằng hữu ở quán bar uống rượu, nhìn thấy lần trước trên tiệc rượu gặp cái kia Đường tiểu thư, chính là cái kia cố ý làm khó dễ ngươi. Cảm giác này Đường tiểu thư rất khổ sở bộ dáng, uống lên không ít rượu a, say khướt, ta nghĩ đi đưa nàng về nhà, nàng cũng không chịu. Tạ Oánh Thảo nghĩ, hôm kia không phải là Nghiêm Từ một cùng nàng lĩnh chứng ngày sau, tên kia còn phát ra bạn tốt vòng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 11 gia. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Hôm nay về nhà, hai người cuối cùng là đem nấu cơm tên đều mua tề, vào lúc ban đêm liền cùng nhau đồng lòng hợp lực làm một chút bữa ăn ngon. Nghiêm Từ Mộc ở nước ngoài lưu học thời điểm, trù nghệ xem như rất tốt, Tạ Oánh Thảo cùng với Tạ Ba Ba cuộc sống, thường thường cũng là muốn bản thân chiếu cố bản thân, cho nên hai người đều coi như là nấu cơm tiểu năng thủ. Bữa này cơm làm được sắc hương vị câu toàn, chính là làm được có chút nhiều lắm, ăn không hết. Lần sau muốn tính toán một chút lượng lại đến nấu cơm, bằng không cơm thừa liền không tốt lắm. Tạ Oánh Thảo xem cơm thừa đồ ăn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghiêm Từ Mộc lại lơ đễnh. Không quan hệ a, cơm thừa ngày mai có thể nóng một chút là tốt rồi, thừa cơm có thể làm dương châu cơm rang, hoặc là ngày mai buổi sáng làm thành chan canh ăn. Tạ Oánh Thảo nhíu mày. Cách đêm cơm không tốt, nghe nói cách đêm đồ ăn, đặc biệt đồ ăn, hội sinh thành gây ung thư gì đó, cho nên nhà chúng ta ăn cơm cho tới bây giờ cũng không cơm thừa, ăn bao nhiêu làm bao nhiêu, thừa lại thà rằng ném xuống. Nghiêm Từ Mộc nhíu mày. Vậy ngươi nhóm này không là lãng phí đồ ăn sao? Lãng phí là thật lớn phạm tội a. Tạ Oánh Thảo biểu môi. Sẽ không a, bởi vì rất ít hội thừa lại, đổ là nhà các ngươi luôn muốn ăn thừa lại đồ ăn, đối thân thể là thật không tốt a. Nghiêm Từ Mộc cảm thấy hai người nói xong còn có điểm chạm vào ra hỏa tinh đến đây, quả nhiên qua ngày so yêu đương giống như dễ dàng sát súng hỏa, đặc biệt không nghĩ qua là xả về nhà nhân cái gì, hai người đều nhịn không được bao che khuyết điểm. Làm một người nam nhân, Nghiêm Từ Mộc trước hết phản ứng đi lại, lập tức sửa miệng. Lão bà đại nhân nói đúng, một điểm cơm thừa mà thôi, nếu thân thể ăn hỏng rồi liền mất nhiều hơn được, ta hiện tại phải đi đem cơm thừa xử lý điệu. Ai đợi chút, Tạ Oánh Thảo vội vàng ngăn lại hắn, kiểm kê một chút, đem thừa lại cơm thu lên, thừa đồ ăn đều quăng cho hắn, này đó trong đồ ăn muối phân qua đêm sau khả năng sẽ phát sinh sự thay đổi hóa học, xử lý điệu đi, ngày mai xào rau thời điểm ta sẽ hơi chút chú ý điểm lượng. Hôm nay là ta nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị có chút hơn. Không, là ta không nên bỗng chốc tất cả đều quăng đến trong nồi. Nghiêm Từ Mộc chủ động lưng nồi. Hai người vốn hết sức căng thẳng chiến tranh cứ như vậy bị lặng yên sinh lợi bóp chết ở trong nôi, Nghiêm Từ Mộc hơi nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ đều là con một, bình thường ở nhà trừ bỏ cha mẹ ngẫu nhiên sẽ nói hai câu, đại bộ phận thời gian đều là một người đến chi phối trong nhà tài nguyên, không tồn tại có người cùng chung tài nguyên tình huống, càng sẽ không xuất hiện có người ở ngang hàng trên địa vị cho nhau cãi nhau. Hai người luyến ái thời điểm, tuy rằng cảm giác tình đầu ý hợp, nhưng là ở cuộc sống ở chung thời điểm, một ít thật nhỏ chi tiết đều có khả năng làm cho vấn đề phát sinh. Ý thức được điểm ấy, Nghiêm Từ Mộc yên lặng vỗ ngực, làm một người nam nhân, hắn khẳng định muốn nhường Tạ Oánh Thảo a, hai người rất nhanh sẽ khôi phục phía trước chàng thiếp cảm giác. Ăn cơm xong, Nghiêm Từ Mộc ở xử lý công ty sự tình, càng không ngừng ở trên máy tính sao gõ đánh, mà Tạ Oánh Thảo đã ở tiếp tục viết bản thảo. Trong phòng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có bàn phím đánh thanh. Thời kỳ Tạ Oánh Thảo đứng dậy phao một ly trà, cũng thuận tiện cấp Nghiêm Từ Mộc mang theo một ly, đặt ở của hắn trên bàn. Hoặc là hai người tốt nhất ở chung phương thức, không là luôn luôn ngấy ở cùng nhau làm chuyện gì, mà là ở chung ở đồng trong một cái không gian, đều tự làm chính mình sự tình, nhưng là vừa có thể tùy thời cảm nhận được một người khác tồn tại. Đây mới là trường kỳ cộng đồng ở chung phương thức đi. Nghiêm Từ Mộc rất nhanh phát hiện, Tạ Oánh Thảo là cái trên tinh thần thật độc lập cô nương. Nàng luôn luôn đều có bản thân thích sự tình, bản thân sở theo đuổi nhân sinh, hắn không cần thiết luôn luôn đi làm bạn nàng tài năng khiến nàng tiêu trừ tịch mịch cảm giác, bởi vì chính nàng kỳ thực càng cần nửa bản thân không gian, mà đồng thời lưu cho Nghiêm Từ Mộc bản thân không gian. Nhưng là kỳ thực hắn rất muốn cùng nàng a, lại không muốn quấy rầy nàng. Tạ Oánh Thảo viết đến hơn 10 giờ, Nghiêm Từ Mộc đã thu thập xong máy tính, hơn nữa chạy tới tắm rửa, theo thường lệ đứng ở cửa khẩu, không nói một lời xem nàng. Hắn này hành động kỳ thực chính là ở nói cho nàng. Nhanh chút rửa trên giường chờ. Hắn ý đồ biểu đạt không khỏi có chút quá mức rõ ràng, Tạ Oánh Thảo hôm nay tắm rửa dùng là thời gian liền hơi chút dài quá một ít, còn tại trong bồn tắm lớn mặt nhiều phao một lát, chờ nàng phủ thêm áo tắm đi ra, thấy Nghiêm Từ Mộc chính ngồi ở trong góc vẽ vòng vòng, một mặt ai oán. Trên đỉnh đầu tựa hồ còn có một đoàn u ám bao phủ. Nàng không khỏi mỉm cười, chậm rãi đi qua, dùng áo tắm dây lưng huýt chạm vào Nghiêm Từ Mộc lưng. ngồi nơi này làm chi đâu. Tháng 11, vẫn như cũ là mùa đông, thời tiết chênh lệch nhiệt độ rất lớn, buổi tối ăn mặc như vậy đơn bạc ở bên ngoài lắc lư là muốn cảm lạnh. Tạ Oánh Thảo ở lại thành thị, mùa đông là cung ấm, bất quá bây giờ còn kém vài ngày mới đưa ấm, nàng theo phòng tắm xuất ra đều cảm thấy lạnh. Nhanh chút đến trên giường đi, bị cảm làm sao bây giờ? Lão bà đại nhân tuân mệnh. Nghiêm Từ Mộc cười híp mắt đứng dậy, đem Tạ Oánh Thảo một phen ôm lấy đến, sợ tới mức nàng lập tức ôm chặt của hắn cổ. Đêm đó Tạ Oánh Thảo lại bị ăn cái sạch sẽ. Thứ sáu đi làm thời điểm, Tống Quân cho nàng gọi điện thoại, ước cuối tuần cùng nhau dạo phố, nàng vui vẻ đồng ý. Nghiêm Từ Mộc cuối tuần muốn tăng ca xử lý công ty sự tình, gần nhất của hắn công ty chính đang khuếch đại môn quy, ở thông báo tuyển dụng trên trang web Mặt Pháp phát ra thông báo tuyển dụng thông tri, bởi vì tân công ty còn lớn đến không tính được, đến nhận lời mời nhân cũng không tính rất nhiều, tin anh cơ hồ không có, trong khoảng thời gian ngắn chiêu không đến thích hợp viên công, chỉ có thể cuối tuần tăng ca phỏng vấn. Mặc kệ công ty lớn nhỏ, nhân tài là thứ nhất sức sản xuất. Cuối tuần Tạ Oánh Thảo cũng chỉ có thể bản thân đi tìm Tống Quân. Cứ việc Nghiêm Từ Mộc tỏ vẻ, Tạ Oánh Thảo có thể khai của hắn xe đi, bất quá Tạ Oánh Thảo vẫn là có chút khẩn trương, tuy rằng bằng lái lấy đến, dù sao nàng thực chiến kinh nghiệm quá ít, vẫn là chờ có thời gian lại luyện tập một chút, tài năng một người độc lập lái xe ra đi. Tống Quân mang thai mới hơn một tháng, mặc thu mùa đông chương quần áo hoàn toàn nhìn không ra đến bụng thành lớn, bởi vì nghe nói mang thai tiền 3 tháng đứa nhỏ dễ dàng sanh non, cho nên nàng gần nhất thập phần cẩn thận, rất ít đi xa lộ, hai người ở Tống Quân gia phụ cận thương trường cửa gặp. Ta nghĩ đi mua 2 kiện quần áo bầu, còn tưởng cấp cục cưng thêm nửa điểm này nọ. Tống Quân kéo Tạ Oánh Thảo cánh tay, gần nhất tâm tình không hiểu có chút nôn nóng, luôn cảm thấy có chuyện gì phải làm, lại không biết là cái gì, sau đó liền cảm thấy hảo phiền a. Là không phải là bởi vì mang thai duyên cớ a? Nói là thời gian mang thai kích thích sẽ có biến hóa, sẽ có nhất định ảnh hưởng, ta thực sợ có phải hay không hậm hực chứng a, cho nên hôm nay muốn tìm ngươi đi dạo phố nói chuyện phím cái gì, Tạ Oánh Thảo ngươi tới theo giúp ta. Ai ngươi khách khí với ta cái gì quỷ, chỉ cần ngươi muốn gặp ta ta khẳng định phi chạy tới a, thời gian mang thai muốn bảo trì tâm tình khoái trá a. Ta gần nhất cùng Trình Chí Cương đều ầm ĩ vài thứ giá. Vì sao a, hắn chọc ngươi? Cũng không có. Ta nhất mang thai liền trở nên lão muốn đi ngủ, bình thường đi làm buồn bã ỉu xìu, ngươi xem trên mặt ta đều dài hơn đậu đậu, sau đó đâu, ta xem hắn chuyện gì đều không có, tâm lý sẽ không cân bằng a, vì sao sinh đứa nhỏ loại chuyện này là nữ nhân tới làm đâu, ngẫm lại về sau bụng khả năng sẽ có thai văn ta liền càng khó vượt qua, đợi đến sinh thời điểm còn không biết hội đau thành bộ dáng gì nữa, thật sự là càng nghĩ càng sợ hãi, tâm tình càng ác liệt, sau đó liền nhịn không được cùng hắn cãi nhau. Tống Quân trong mắt hơi hơi phím nước mắt. Tạ Oánh Thảo lắp bắp kinh hãi, Tống Quân luôn luôn là cái sáng sủa đơn giản nhân, rất ít sẽ có như vậy trạng thái xuất hiện, nàng thật lo lắng. Chúng ta đến tưởng một ít tốt đẹp sự tình a, ngẫm lại về sau có cái đáng yêu mềm mại tiểu baby ở trong lòng ngươi, về sau ta sẽ lớn lên, nếu là cái nam hài tử, khẳng định là cái đại soái ca, nếu là cái nữ hài tử, về sau chính là cái tiểu công chúa. Ngươi phải xem bọn họ lớn lên, đẹp như vậy hảo sự tình, giai đoạn trước khẳng định hội có một chút tiểu thống khổ đúng hay không? Tống Quân mắt nước mắt lưng tròng. Ngươi nói rất đúng, ta cũng rất tò mò đãi đứa nhỏ đã đến, nhưng là... Tạ Oánh Thảo nắm tay nàng. Trình Chí Cương đối với ngươi như vậy. Vẫn là phía trước như vậy đi. Chẳng qua ta tâm tình biến thành xấu, luôn cùng hắn cãi nhau. Hắn gần nhất công tác thăng chức, tiền lương cũng có gia tăng, ở lo lắng cho vay mua nhất gian nhà, cho nên hắn cũng tương đối phiền đi. Đêm qua hai chúng ta mới vừa tranh cãi ầm ĩ một trận, hôm nay sáng sớm hắn liền xuất môn. Cãi nhau hơn đối thân thể của ngươi không tốt, đối cục cưng cũng không tốt a. Ta thật lo lắng, hắn có phải hay không làm ra cái gì chuyện thật có lỗi với ta. Vì sao nói như vậy? Luôn cảm thấy hắn gần nhất đối ta hơi không kiên nhẫn, hơn nữa theo mang thai sau, vì cục cưng an toàn, chúng ta đã đình chỉ vợ chồng cuộc sống, ta thật sự sẽ rất lo lắng hắn có phải hay không? Sẽ không. Vừa mới tiến nhập hai người thế giới cuộc sống Tạ Oánh Thảo còn không có thể nhận chuyện như vậy xuất hiện, nàng muốn tận khả năng thuyết phục Tống Quân đánh mất loại này băn khoăn. hai người các ngươi ở cùng nhau nhiều năm như vậy, Trình Chí Cương đối với ngươi hảo chúng ta đều xem tới được. Các ngươi hiện tại cộng đồng bồi dưỡng chính là ngươi nhóm tình yêu kết tinh, hắn không sẽ làm gì chuyện thật có lỗi với ngươi. Tống Quân gật gật đầu, thở dài. Hy vọng giống như ngươi nghĩ như vậy, có lẽ chỉ là vì ta gần nhất tỳ khí không tốt đi. Hai người ở trong thương trường đi dạo một buổi sáng, giữa trưa liền trực tiếp ở tiếp theo tầng trong phòng ăn mặc ăn cơm trưa. Ăn đến một nửa thời điểm, Tạ Oánh Thảo di động vang, nàng tiếp đứng lên, là Nghiêm Từ Mộc đánh tới. Ăn cơm không? Đang ở ăn, cùng Tống Quân cùng nhau đâu? Chuẩn bị ăn cái gì a? Thạch nồi trộn cơm. Hàng liêu a, không cần ăn nhiều lắm lạc. Các ngươi giữa trưa ăn cái gì? Cặp lồng đựng cơm, tiết kiệm thời gian, hôm nay cuối tuần phỏng vấn nhân còn rất nhiều, chuẩn bị hôm nay toàn bộ bận hết, ngày mai chơi với ngươi. Ngươi có thể đi nải nải nơi đó ăn chút a, lại không xa, cặp lồng đựng cơm ăn đối thân thể nhiều không tốt. Nải nải cuối tuần quan điếm nghỉ ngơi. Bốc đồng nải nải. Ha ha ha, vốn nàng chính là khai quán ăn vặt đùa. Cái kia cửa hàng thật lâu phía trước nàng cùng Gia Gia cùng nhau làm mua bán nhỏ, bất động sản là nhà mình, sau này Gia Gia qua đời, cửa hàng không một trận, nải nải không có việc gì lại khai đi lên, đi ăn cơm phần lớn là lão hộ khách, mấy năm nay lão hộ khách lại mang theo chút tân hộ khách đến, bất quá cũng sẽ không thể nhiều lắm nhân. Nghiêm Từ Mộc cười khẽ. Nguyên lai là như vậy, của chúng ta cơm lên đây. Vậy ngươi nhóm nhanh chút ăn đi, không quấy rầy các ngươi. Nghiêm Từ Mộc có chút lưu luyến treo điện thoại. Một mực yên lặng mặt nghe hai người gọi điện thoại. Tống Quân thở dài, nàng lấy ra di động, trên màn hình một cái cuộc gọi nhỡ đều không có. Chúng ta thời gian lâu lắm, lâu đến độ có chút chết lặng, Trình Chí Cương đã rất ít hội như vậy nhớ thương ta. Tống Quân lay trong chén cơm, hai người các ngươi bao lâu liên hệ một lần a? Ít nhất mỗi ngày đều sẽ bảo trì liên hệ đi. Tạ Oánh Thảo nghĩ. Hai chúng ta ở cùng một chỗ sau, đại khái cũng chỉ có buổi tối về nhà gặp mặt thời điểm có một chút khơi thông đi, bình thường tiếp không đến điện thoại. Tống Quân nhún vai, đứng dậy, ta qua bên kia mua 2 chén nước trái cây đến. Ngay tại nhà ăn Tà đối diện, là một nhà tiên trá nước trái cây điếm, đi vài bước liền đến. Tạ Oánh Thảo ngồi chờ Tống Quân, thuận tiện xem hai người gì đó. Tống Quân đi vào trong tiệm, chỉ chốc lát sau liền đi ra, cầm trong tay 2 chén nước trái cây, vừa đi một bên xa xa về phía Tạ Oánh Thảo vẫy tay. Hai cái cửa hàng trung gian chính là thương trường thông đạo, lui tới đều là nhân, Tống Quân chỉ lo xem Tạ Oánh Thảo, không cẩn thận đụng phải một người, nàng theo bản năng vội vàng lui về phía sau 2 bước, kết quả một cước giẫm nát một người khác trên chân, chính nàng cũng một cái lảo đảo, trong đó một ly nước trái cây liền rớt đi xuống, vừa vặn điệu ở thải người nọ quần thượng. Nước trái cây cái cốc là mở ra, sát một căn ống hút, ngã xuống thời điểm nắp vung cũng rớt, người nọ quần thượng tất cả đều là nước trái cây, còn lộ vẻ một ít thịt quả cặn bã. Tạ Oánh Thảo ở trong tiệm thấy Tống Quân đã xảy ra biến cố, vội vàng chạy tới hỗ trợ, vừa thấy này cảnh tượng, trong lòng thầm kêu không ổn. Bị làm một thân nước trái cây nhân là cái tuổi trẻ nam tử, nguyên bản sạch sẽ trên hài cũng bị đạp ra cái dấu chân, Tống Quân cúi đầu luôn luôn xin lỗi. Tạ Oánh Thảo cũng vội vàng giúp nàng thu thập sửa sang lại, nàng lấy ra khăn giấy giúp hắn sát quần thượng nước trái cây cùng vết bẩn. Tuổi trẻ nam tử luôn luôn không nói gì, chỉ hơi hơi nhíu một chút mày, bỗng nhiên nói một câu. Ngươi không là ngày đó tiệc rượu. Tạ tiểu thư. Tạ Oánh Thảo ngạc nhiên ngẩng đầu, cẩn thận nhìn một chút cái kia tuổi trẻ nam tử, nhất thời nhận không ra là ai. Tuổi trẻ nam tử mỉm cười. Ta là Tô Tước. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 11. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Tô Tước chính là ngày đó trên tiệc rượu luôn luôn cùng Đường Hân đồng hành trẻ tuổi nam tử, Tô gia cùng Nghiêm gia quan hệ luôn luôn không sai. Ngày đó trên tiệc rượu Đường Hân xấu mặt thoát đi, Tạ Oánh Thảo bị văn thù nhét vào vũ hạ. Tất cả mọi người một lần nữa nhận thức vị này buôn bán giàu có nhất vang danh văn nữ sĩ chi nữ. Tạ Oánh Thảo giúp Tô Tước thanh lý quần thượng vết bẩn, nước trái cây sái nhất, ở màu trắng mặt đá cẩm thạch thượng thoạt nhìn phi thường chói mắt, Tô Tước sung nhìn, bước nhanh đi đến bên cạnh trong toilet, cầm một cái đồ lau xuất ra, đem mặt đất thanh lý sạch sẽ. Tống Quân không nhận biết hắn, lại là xin lỗi lại là nói lời cảm tạ. Tô Tước cười nói. Không cần khách khí, đã là bạn của Tạ tiểu thư, kia cũng liền là bằng hữu của ta. Điểm ấy việc nhỏ sẽ không cần để ý, quần áo ta trở về cầm tiệm giặt quần áo là tốt rồi, rất đơn giản. Tạ Oánh Thảo cũng nói tạ, ba người đứng nói hai câu nói, Tống Quân vừa thấy Tạ Oánh Thảo trên người bao không thấy, vội vàng hỏi nàng. Oánh Thảo, của ngươi bao đâu? Tạ Oánh Thảo thế này mới nhớ tới, vừa rồi chạy đến quá mau, của nàng bao còn tại hàng liêu trong tiệm, vội vàng trở về tìm, nhưng mà phóng ở chỗ ngồi thượng bao đã không cánh mà bay. Loại này cùng loại phát phô thức liệu lý trong tiệm, người đến người đi, cũng sẽ không có người phục vụ chuyên môn hỗ trợ xem này nọ, tùy thân vật phẩm nếu không mang theo hảo, khẳng định sẽ bị người cầm đi. Giờ phút này Tạ Oánh Thảo trừ điện thoại di động ở quần áo trong túi cũng không bị trộm, toàn bộ trong bao gì đó cũng không thấy, bao gồm của nàng giấy chứng nhận cùng các loại tạp. Cũng may nàng hôm nay xuất ra là vì dạo phố, chỉ dẫn theo cái bao nhỏ, bên trong cũng không có trang nhiều lắm này nọ. Trong ví tiền có một chút tiền giấy, nhưng là tùy thân giấy chứng nhận bao gồm chứng minh thư cái gì đều ở trong bao. Nàng đứng ở nơi đó, khóc không ra nước mắt. Tống Quân áy náy nói. Đều là ta không tốt, Oánh Thảo, thật sự là thực xin lỗi a. Tô Tước đã đến trước sân khấu yêu cầu điều thủ theo dõi, bất đắc dĩ hàng liêu điếm nhân viên công tác không chịu triển lãm, Tống Quân đã gọi điện thoại báo cảnh. Chờ đợi thời điểm, Tạ Oánh Thảo sợ chậm trễ Tô Tước làm việc, luôn luôn khuyên hắn đi trước bận chuyện của mình, các nàng ở chỗ này chờ là tốt rồi. Tô Tước chỉ nói, có cái nam nhân cùng nhau tương đối hảo, dù sao cũng không có gì đại sự, cho nên hắn luôn luôn kiên trì cùng hai cái nữ sĩ cùng nhau chờ. Cũng may cảnh sát phi thường cấp lực, rất nhanh sẽ đến hiện trường, điều lấy theo dõi. Theo dõi bên trong biểu hiện là có người đi tới lắc lư một vòng cầm đi, nhưng là ai cũng không biết người kia, trong phòng ăn mặc ăn cơm nhân viên lưu động khá lớn, liền tính nhìn đến là ai, càng không cách nào cầm lại bao. Tạ Oánh Thảo cơ hồ muốn buông tay, nàng đã đem đều làm báo mất giấy tờ xử lý, hiện tại chỉ có thể một lần nữa tiến hành chứng minh thư. Hàng liêu điếm đối này không muốn phụ trách, nói đã ở dễ thấy vị trí viết rõ thỉnh khách hàng nhóm bản thân xem trọng bên người vật phẩm, chỉ miễn hai người đơn độc, cũng không khẳng phụ trách. Cứ việc phí công một hồi, nhưng là ép buộc nửa ngày, Tô Tước cũng giúp không ít việc, tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, Tạ Oánh Thảo vẫn là đối Tô Tước phi thường cảm kích. Tô Tước gặp sự tình đã như vậy, cũng không thể không nề hà, hướng hai cái nữ sĩ trước nói đừng rời khỏi. Tống Quân luôn luôn cảm thấy thật băn khoăn, muốn đem Tạ Oánh Thảo mất đi tiền khoản bồi thường một chút, bị nàng lời nói dịu dàng xin miễn. Không có bao nhiêu tiền, ngươi không cần rất để ý. Tạ Oánh Thảo trấn an nàng, sợ nàng thời gian mang thai lại có cái gì bất khoái. Ai, ta không nên gọi ngươi đến ta dạo phố. Tống Quân cả người đều biến thành thập phần uể oải. Mang thai sau, tâm tình của nàng liền trở nên có chút lặp lại, thường xuyên hội bởi vì một điểm chuyện nhỏ tâm tình trở nên phi thường ác liệt. Đặt ở trước kia, nàng khả năng sẽ không quá để ý việc này, nhưng mà tại đây loại thời khắc, nàng hội hướng hư phương diện suy nghĩ càng nhiều. Tạ Oánh Thảo còn không rất có thể minh bạch Tống Quân tâm tình, bất quá mơ hồ cũng cảm giác được không thể để cho nàng tưởng nhiều lắm, vì thế đề nghị buổi chiều đi xem phim, hòa tan một chút buồn bực tâm tình. Này tòa thương trường trên lầu còn có một nhà rạp chiếu phim, Tống Quân vui vẻ đồng ý, cướp đem điện ảnh phiếu tiền thanh toán, hai người chọn cái phim hoạt hình nhìn, mừng rỡ cười ha ha, xem xong đi ra ngoài còn cảm thấy đặc biệt hảo ngoạn. Xuất ra đứng ở thương trường cầu vượt thượng xem dưới lầu lui tới đám người, Tống Quân cảm thán. Thiếu niên thời điểm, hai chúng ta đứng dậy học trên lầu đi xuống mặt xem người đến người đi ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ được a, tuy rằng chỉ có trong giờ học như vậy vài phút xuất ra thông khí, nhưng là rất khó quên a. Ta thích xem soái ca, ngươi thích xem mỹ nữ, lúc ấy ta cảm thấy lớp bên cạnh cái kia cao vóc người nam sinh hảo xuất a, ánh mắt ta mỗi ngày đều lạc ở trên người hắn. Nói thật, ta ngay từ đầu cũng chưa phát hiện đâu, sau này mới cảm thấy ngươi thích hắn. Ta cùng hắn sơ trung đồng học, hắn lúc ấy không biết ta sơ trung liền thích hắn, nghẹn đến trung học còn yêu thầm hắn. Sau này cho hắn viết thư tình, còn lo lắng hắn có phải hay không giao cho lão sư đâu, cùng cái đại đầu gỗ dường như. Giống đại đầu gỗ cũng là ngươi thích a, sau này hai người các ngươi là năm lớp 11 bắt đầu tốt hơn. Cái gì tốt hơn? Cũng chính là gặp mặt cho nhau cười cười thôi, đều không có gì thực tế kết giao. Ta lúc ấy thấy hắn cùng cái nào nữ sinh đi được gần, đều có thể một ngày mất hồn mất vía. Cũng may hắn coi như an phận thủ đã, hừ. Phốt. Hắn hiện tại cũng rất già thực a. Đúng vậy, rất già thực. Trước kia cảm thấy trung thực rất tốt, nhiều năm như vậy liền theo ta một người nói qua luyến ái, hiện tại ngược lại có đôi khi cảm thấy hắn có chút không tình thú. Oánh Thảo, ngươi nói ta có phải không phải thay đổi a? Ta nghe nói, nhân thể tế bào hội sự trao đổi chất, mỗi 3 tháng sẽ thay đổi một lần, theo cũ tế bào chết đi, tân tế bào hoa lệ sinh ra. Bởi vì bất đồng tế bào thay thế thời gian cùng khoảng cách bất đồng, đem một thân tế bào toàn bộ đổi điệu. Cần 7 năm, nói cách khác, ở sinh lý, chúng ta mỗi 7 năm chính là một cá nhân. Ngươi chính là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải ngươi. Ta hiện tại rất nhiều ý tưởng, rất nhiều nhận thức đều cùng phía trước ta không giống với. Ngô. Có lẽ chính là một loại tin vỉa hè. Hiện tại ta rất nhiều nhận thức đều cùng phía trước không giống với, ta trước kia chưa bao giờ ăn cay, nhưng là hiện tại phi thường thích ăn. Trước kia có rất nhiều thói quen, hiện đang thay đổi rất nhiều. Tốt nghiệp 2 năm, ta thường thường sẽ có chút mê mang, không biết hiện tại làm công tác có phải không phải thật sự thích hợp ta, ngẫu nhiên cũng có tìm không thấy nhân sinh mục tiêu cảm giác, cảm tình thượng cũng trở nên có chút chết lặng, ta cũng không biết như vậy là đúng hay không. Tạ Oánh Thảo đỡ Tống Quân bả vai. Mẹ ta nói với ta, mặc kệ là dạng người gì sinh, đều cũng có ý nghĩa. Ngươi sở tồn tại giá trị không thể dùng thành công cùng phủ đến cân nhắc, bên người nhân nhìn như không có chú ý ngươi, nhưng là kỳ thực bọn họ phi thường quan tâm ngươi. Không cần hoài nghi nhân sinh của chính mình, cũng không cần vì làm qua thời điểm cảm thấy ảo não cùng hối hận, chỉ cần không phải sai lầm sự tình, đều sẽ là nhân sinh một đoạn lữ trình. Hiện tại ngươi có cục cưng, nhân sinh của ngươi có tân mục tiêu, ta cảm thấy ngươi so rất nhiều người đều may mắn, thật sự. Tống Quân trầm mặt một lát, còn muốn nói cái gì, di động vang lên. Nàng lấy ra vừa thấy, trên màn hình biểu hiện. Trình Chí Cương. Nàng tiếp điện thoại. Trình Chí Cương thanh âm có chút đứt quãng. Ta vừa xong xuôi nghiệp vụ, lúc này chính lái xe đi trở về, ngươi ở đâu đâu? Cùng Oánh Thảo cùng nhau ở dạo phố. Ai nha, theo như ngươi nói muốn nghỉ ngơi nhiều, các ngươi không là sáng sớm liền đi ra ngoài đi dạo sao, thế nào đến bây giờ còn chưa có trở về, ngươi hiện tại có cục cưng, muốn nhiều chú ý thân thể, các ngươi ở đâu đâu, ta đại khái còn có nửa giờ liền đến gia phụ cận. Tống Quân báo thương trường tên, Trình Chí Cương dặn dò một câu. Ngươi ở bên kia chờ ta. Liền cúp điện thoại. Tạ Oánh Thảo chớp chớp mắt. Hắn không là còn rất quan tâm của ngươi thôi. Tống Quân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Ta cũng không xác định, hắn hiện tại quan tâm là ta, vẫn là trong bụng cục cưng. Tạ Oánh Thảo cảm thấy Tống Quân gần đây ý tưởng thập phần quái dị, lại không thể nói rõ đi đến để là chỗ nào không đúng, nhưng là Tống Quân như vậy ý nghĩ, nàng khẳng định sẽ rất không vui, bản thân lại không biết thế nào đi khuyên bảo càng thích hợp, đành phải xả một ít việc cùng Tống Quân câu được câu không trò chuyện, thẳng đến chính mình di động cũng vang lên. Các ngươi dạo phố xong sao? Nghiêm Từ Mộc thanh âm trước sau như một địa nhiệt cùng, ta xem thời gian một lát đi tiếp ngươi. Ngươi bận hết sao? Không sai biệt lắm, hôm nay phỏng vấn 10 mấy cái, thật là có vài cái không sai, chúng ta thương lượng một chút lo lắng lưu lại. Đúng rồi, ngươi đoán ta phỏng vấn đến ai? Ai vậy? Tạ Oánh Thảo rất hiếu kỳ. Chúng ta ở Thái Lan du lịch thời điểm, ở Ba Đề Nhã bờ biển gặp được một cái người ngoại quốc, ngươi còn nhớ rõ sao? Nga nghĩ tới, cái kia nước Mỹ lớn lên Anh quốc nhân, hắn gọi làm Cát Mễ. Trí nhớ không tệ lắm. Nghiêm Từ Mộc khen một câu, không nghĩ tới hắn thật sự chạy Trung Quốc đến đây, du sơn ngoạn thủy sau cảm thấy Trung Quốc rất tốt đẹp, còn chuẩn bị ở trong này trường kỳ cuộc sống, cho nên tìm cái công tác nuôi sống bản thân a. Kia thật đúng là khéo a. Ta phỏng vấn đến của hắn thời điểm, hắn không nhận ra ta đến. Sau này nêu lên hắn một chút, hắn mới nhớ tới là ta, sau đó câu nói đầu tiên chính là ngươi có hay không. Vì thế ta liền rất vui vẻ nói cho ngươi, ngươi hiện tại là lão bà của ta. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi đứng lên cũng có chút đáng sợ. Cho nên ngươi cuối cùng ngươi tuyển dụng hắn sao? Tuyển dụng, chỉnh thể cảm giác cũng không tệ, đáng tiếc tiếng Trung không tốt lắm, hắn nói báo cái ngôn ngữ học giáo ở học tập tiếng Trung, chậm rãi thích ứng một chút. Quá 10 phút, ta xuất phát đi tiếp ngươi như thế nào? Ok. Treo điện thoại, Tạ Oánh Thảo phát giác Tống Quân luôn luôn lặng không tiếng động đứng ở bên cạnh, tự hồ ở ngẩn người. Nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp Tống Quân bả vai. Lại đang nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ vừa rồi hai chúng ta đều tiếp đến lão công điện thoại, nhưng mà của ta trò chuyện thời gian đại khái 1 phút đồng hồ, hai người các ngươi nói hơn 10 phần chung. Hôn nhân chất lượng chênh lệch to lớn, theo trò chuyện thời gian có thể nhìn ra, này nam nhân có phải không phải tưởng với ngươi tiến hành càng nhiều hơn khơi thông, có không có nhiều hơn đề tài, điều đó có thể thấy được đến. Tạ Oánh Thảo sửng sốt một chút, nàng đột nhiên minh bạch Tống Quân quái dị chỗ ở nơi nào, nàng ấn nàng bờ vai, phi thường nghiêm cẩn nói. Nhị Quân, ngươi hãy nghe ta nói, từng cái con người cảm tình phương thức đều là bất đồng, hôn nhân trạng thái cũng là bất đồng. Không nói đến, ngươi cùng ta, Nghiêm Từ Mộc cùng Trình Chí Cương đều là bất đồng tính cách nhân, hai người các ngươi yêu đương thời gian so với chúng ta lưỡng càng lâu một ít, của các ngươi ăn ý phi thường thâm, có đôi khi không cần thiết nhiều lắm ngôn ngữ đi giải thích, chỉ cần ngắn gọn một câu nói, một ánh mắt, các ngươi là có thể khơi thông, có thể minh bạch lẫn nhau, đây là rất nhiều tình lữ vô pháp làm được. Tống Quân môi run run. Nhưng là, ta hy vọng hắn có thể cho ta càng nhiều hơn tin tức, càng nhiều hơn. Hiện tại, Trình Chí Cương cùng Nghiêm Từ Mộc muốn tới tiếp hai chúng ta về nhà, mặc kệ ngươi cảm thấy hắn như thế nào xem nhẹ ngươi, của hắn hành động là cho thấy hắn để ý của ngươi. Ngôn ngữ chính là một loại biểu đạt phương thức, càng nhiều hơn, cần phải nhìn đến bọn họ làm cái gì, đúng hay không? Tống Quân ngẩn người, há miệng thở dốc, cuối cùng chính là gật gật đầu, cái gì cũng không có nói ra miệng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Trình Chí Cương trước đuổi tới thương trường, tiếp đi rồi Tống Quân. Tống Quân còn tưởng bồi Tạ Oánh Thảo chờ Nghiêm Từ Mộc, nhưng là vì thân thể có chút mỏi mệt, bị hai người khác khuyên đi trước. Tạ Oánh Thảo nhìn theo bọn họ bóng lưng rời đi, nàng không biết bản thân khuyên giải có thể hay không ảnh hưởng đến Tống Quân, chỉ biết là bản thân đời sống hôn nhân nhường Tống Quân sinh ra tương đối tâm lý, cho nên nàng trong lòng lo được lo mất thập phần nghiêm trọng, chỉ hy vọng nàng có thể bình yên vượt qua trong khoảng thời gian này. Tạ Oánh Thảo một người đứng ở thương trường cửa chờ Nghiêm Từ Mộc đến, một bên chờ một bên xuất thần, nàng nội tâm cũng có mơ hồ bất an định cảm. Nếu nàng cùng Nghiêm Từ Mộc cảm tình tiến triển đến 10 năm, không biết có phải hay không giống Tống Quân như vậy, một bên cảm giác được cảm tình biến ảo, một bên lại vô lực đi xoay. Nàng cũng hy vọng Tống Quân chỉ là của chính mình tâm lý nhân tố, mà không là Trình Chí Cương thật sự có điều chuyển biến. Tạ Oánh Thảo như vậy miên man suy nghĩ, thương trường cửa người đến người đi, nàng cũng không chú ý bên người khi nào thì đứng cá nhân, thẳng đến người kia mông ở ánh mắt nàng. Nàng đầu tiên là cả kinh, tiện đà nghĩ đến là Nghiêm Từ Mộc đến, vì thế cười híp mắt bài khai tay hắn, xoay người ôm lấy hắn. Hai người không coi ai ra gì ôm ở cùng nhau, trước mặt mọi người ngược cẩu, qua lại dòng người thường thường xem bọn hắn liếc mắt một cái, tràn đầy hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Nghiêm Từ Mộc nới ra nàng, nắm tay cùng nhau đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi. Hôm nay về nhà ăn cái gì giữa trưa của ta cặp lồng đựng cơm thật sự hảo khó ăn, buổi tối ta muốn ăn đại tiệc bù lại một chút. Tạ Oánh Thảo gật đầu. Tốt, chúng ta đi trước mua đồ một chút, buổi tối làm điểm ăn ngon. Nàng mạnh nhớ tới buổi chiều quăng bao sự tình, do dự một chút vẫn là 1 năm 1 10 cấp Nghiêm Từ Mộc nói một lần. Nghiêm Từ Mộc nghe xong thở dài, sờ sờ đầu nàng. Không quan hệ, giấy chứng nhận đã đánh mất chúng ta đi làm một chương được rồi, xem ra sau này ta được thường xuyên đi theo ngươi mới được, rất không nhường người thả tâm. Tạ Oánh Thảo thè lưỡi. Ta chỉ là vội vã nhìn Tống Quân thôi, nàng hoài cục cưng, ta cũng không thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Nghiêm Từ Mộc gật gật đầu. Ta biết ngươi là khẩn trương nàng thôi, nhưng là ta cũng khẩn trương ngươi được rồi, chúng ta trước về nhà đi. Cái kia Tô Tước nhân thật sự rất hảo giúp hai chúng ta không ít việc, lần này cũng nhiều mệt hắn, dơ của hắn quần rất ngượng ngùng. Tô Tước nhân là cũng không tệ, ta cùng hắn từng có vài lần tiếp xúc, bất quá cũng không quá nhiều, quay đầu muốn hảo hảo cảm ơn hắn. Hai người về nhà hưởng dụng một chút mỹ vị bữa tối, Tạ Oánh Thảo theo thường lệ lại bị Nghiêm Từ Mộc ăn cái tinh quang. Nửa đêm Nghiêm Từ Mộc tiếp cái điện thoại, nói cho hắn biết công ty bên kia ra điểm vấn đề, có cái ra hộ khách đột nhiên vi ước, cần xử lý một chút. Nghiêm Từ Mộc nguyên vốn định ngày thứ hai mang Tạ Oánh Thảo nhìn diễn xuất, bởi vậy kế hoạch đã bị quấy rầy, nhưng là công ty bên kia tờ danh sách lại không thể không quản, tân công ty các hạng sự vụ đều cần hắn tự thân tự lực. Tạ Oánh Thảo thật lý giải hắn. Không quan hệ a, vừa vặn ta không đi qua của ngươi công ty, ngày mai rõ ràng liền công ty một ngày du được rồi. Nghiêm Từ Mộc thập phần xin lỗi. Khi lần sau lại mang ngươi nhìn diễn xuất. Cái kia không có quan hệ, dù sao sớm muộn gì đều có thể nhìn đến, không nóng nảy, trước xử lý ngươi sự tình, vừa khéo ta ngày mai đi các ngươi nhìn có hay không xinh đẹp muội giấy. Nghiêm Từ Mộc cười rộ lên. Xinh đẹp muội giấy thật đúng là có, bất quá đều không có ngươi xinh đẹp. Lão bà đại nhân như vậy săn sóc, vi phu nhất định phải hảo hảo thưởng cho một chút. Thưởng cho. Nghiêm Từ Mộc xấu xa cười, xoay người đem Tạ Oánh Thảo áp ở dưới thân, nặng nề mà thưởng cho nàng. Ngày thứ hai Tạ Oánh Thảo kém chút khởi không đến, Nghiêm Từ Mộc ăn sớm một chút thời điểm nhưng là thần thái sáng láng. Hai người xuống xe chuẩn bị đi Nghiêm Từ Mộc công ty, Tạ Oánh Thảo nhớ tới vừa khéo có phân tư liệu còn tại trong phòng làm việc của bản thân, khiến cho Nghiêm Từ Mộc bản thân đi trước công ty, nàng đi vòng đi văn phòng cầm tư liệu lại bản thân đi qua, hai nhà công ty cách không xa, đi cũng rất nhanh. Nghiêm Từ Mộc bên kia điện thoại luôn luôn tại thúc giục, liền vội vàng đi trước công ty. Tạ Oánh Thảo đi trước công ty một chuyến, cuối tuần mọi người đều không đi làm, bất quá có người ở trực ban, nàng cùng trực ban đồng sự đánh thanh tiếp đón, đi văn phòng cầm tư liệu, liền bản thân đi đến Nghiêm Từ Mộc công ty đi. Tân công ty môn quy không tính đại, tại đây tất đất tất vàng buôn bán khu, tiền thuê nhà phí tổn vấn đề đã trở thành rất nhiều thực nghiệp phát triển lực cản chi nhất. Nàng đi đến cửa công ty khẩu, muốn trực tiếp đi vào, lập tức có người ở cửa hỏi. Xin hỏi nữ sĩ có chuyện gì sao? Người nọ là cái tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn như là trước sân khấu tiếp đãi. A, ta tìm đến nhân, tìm Nghiêm Từ Mộc. Tạ Oánh Thảo tự giới thiệu. Cô nương sửng sốt một chút, như là không phản ứng đi lại. Nghiêm. Nga, ngươi nói là Nghiêm tổng đi. Tạ Oánh Thảo suy nghĩ một chút, đã công ty là Nghiêm Từ Mộc khai, kia hắn hẳn là bị kêu là Nghiêm tổng đi. Nàng gật đầu. Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Trước sân khấu cô nương rất có nhẫn nại xuất ra một cái đăng ký tập, lai khách đăng ký. Hẹn trước sao? Ta là cùng hắn ước tốt, bất quá còn muốn đăng ký sao? Tạ Oánh Thảo có chút quẫn, dù sao nàng chính là nghĩ đến trông thấy bản thân công ty, thuận tiện ở công ty dạo một chút mà thôi. Hôm kia cô nương thật nghiêm cẩn. Đúng vậy, đây là công ty quy định, ngài cần đăng ký một chút. Tạ Oánh Thảo nhìn thoáng qua đăng ký biểu, mặt trên muốn viết tên, điện thoại cái gì, nàng vẫy tay. Ta còn là trực tiếp cho hắn gọi điện thoại đi. Trước sân khấu cô nương không nói gì, Tạ Oánh Thảo lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại, nhưng mà nửa ngày cũng chưa nhân tiếp, trước sân khấu cô nương trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, đáy mắt đã có một chút chê cười, tự hồ ở cười nhạo Tạ Oánh Thảo cư nhiên cho rằng có thể đã thông Nghiêm Từ Mộc điện thoại. Tạ Oánh Thảo cũng có chút ngoài ý muốn. Theo luyến ái đến kết hôn, nàng cơ hồ không có chủ động cấp Nghiêm Từ Mộc đánh qua điện thoại, thông thường đều là hắn đến liên hệ nàng. Nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, cũng không có cảm thấy liên hệ không đủ nhiều. Bởi vì Nghiêm Từ Mộc điện thoại luôn vừa đúng vang lên, cho tới bây giờ cũng không có làm cho nàng cảm giác được hắn xem nhẹ nàng hoặc là lãnh đạm của nàng ý tứ. Thẳng cho tới hôm nay nàng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Nghiêm Từ Mộc điện thoại chẳng phải dễ dàng như vậy đã thông. Này nhận thức làm cho nàng ẩn cảm giác được Nghiêm Từ Mộc dụng tâm, nguyên lai hắn so nàng trong tưởng tượng còn muốn để ý nàng. Này đó nàng nguyên tưởng rằng đương nhiên sự tình, nguyên lai là hắn nỗ lực làm cho nàng cảm nhận được. Giờ này khắc này, nàng mới bao nhiêu minh bạch vì sao Tống Quân thường xuyên hội đối lập hai con người cảm tình, đối lập đến tâm lý thất hành. Vì vậy nam nhân thật sự thật dụng tâm. Trước sân khấu cô nương lại có lễ phép nói. Nữ sĩ, nếu không ngươi trước ở bên cạnh chỗ nghỉ chờ một chút, Nghiêm tổng đại khái chính đang họp, lát nữa nhi ngài lại cho hắn liên hệ. Nàng cũng không có đến bên trong thông tri một tiếng ý tứ. Nga tốt, không có việc gì. Tạ Oánh Thảo đi đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống, tùy tay mở ra trong tay tư liệu bắt đầu xem, ngày mai thứ hai đi làm họp thời điểm còn muốn dùng đến này đó, nàng phải đem có chút nội dung tốt nhớ kỹ. Trước sân khấu cô nương nhìn nàng một lát, vẫn là cho nàng đưa lên một ly nước ấm. Tạ Oánh Thảo ngồi một lát, có người theo bên trong lão đảo đi ra, vừa đi một bên gọi điện thoại, chờ hắn đến gần, Tạ Oánh Thảo mới phát hiện người này tóc vàng bích nhãn là cái người ngoại quốc, bô bô giảng tất cả đều là tiếng Anh. Hắn đi tới trực tiếp ngồi ở sofa bên này, tiếp tục gọi điện thoại. Có lẽ là cảm thấy bên cạnh đều là người Trung Quốc, cũng không có gì cố kỵ, của hắn thanh âm rất lớn. Tạ Oánh Thảo nghe xong hai câu, cảm thấy nghe lén nhân gia điện thoại không tốt lắm, liền đứng dậy, chuẩn bị đi đến bên cạnh đi. Cái kia người ngoại quốc lúc này cũng chú ý tới Tạ Oánh Thảo, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức mở to hai mắt nhìn, cùng trong điện thoại mặt nói vài câu liền cúp. Hi, còn nhớ rõ ta sao? Người ngoại quốc hướng Tạ Oánh Thảo vẫy vẫy tay. Tạ Oánh Thảo sửng sốt, ở nàng trong mắt sở hữu người ngoại quốc đều dài hơn không sai biệt lắm, tại đây sở quốc tế đại đô thị, người ngoại quốc thông thường thật, nàng nơi nào nhận được hắn. Bất quá trong đầu nàng linh quang vừa hiện, nhớ tới tối hôm qua Nghiêm Từ Mộc nói lên Cát Mễ. Lúc đó chính là gặp mặt một lần, nàng đã sớm đã quên hắn lớn lên trông thế nào. Cát Mễ. Giọng nói của nàng có chút không xác định, quyết định đổ một phen. Dù sao nhân gia nhận được ngươi, ngươi lại không biết hắn, loại tình huống này có chút xấu hổ. Bingo. Cát Mễ rất vui vẻ, ngươi còn nhớ rõ ta à, hảo vui vẻ. Tạ Oánh Thảo cũng mỉm cười. Ta nghe nói ngươi đến từ một công ty đi làm, hoan nghênh ngươi à. Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ có khéo như vậy sự tình, ta đến phỏng vấn, vừa vặn phỏng vấn đến của hắn công ty, ta hoàn toàn không nhớ rõ hắn, nhưng là ta còn nhớ rõ ngươi a ha ha ha. Cát Mễ cười đến thật sang sảng. Trước sân khấu cô nương thấy hai người kia dùng tiếng Anh tán gẫu rất vui vẻ, bản thân lại chỉ có thể nghe hiểu một hai câu, có chút nóng vội, cũng đối Tạ Oánh Thảo âm thầm bội phục, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng ít khinh thị hơn hảo cảm. Hai người chính nói được cuộc khởi, Tạ Oánh Thảo điện thoại vang, cầm lấy vừa thấy là Nghiêm Từ Mộc đánh tới. Làm sao ngươi còn chưa có tiếng vào a, phía ta bên này hội đều khai xong rồi. Tạ Oánh Thảo vốn muốn nói là cửa trước sân khấu tiếp đãi không cho nàng vào đi, nói đến bên miệng, lại đổi thành. Ta ở cửa gặp Cát Mễ, hắn theo ta tán gẫu đâu, ta chờ hạ liền đi vào. Cát Mễ. Hắn họp mở một nửa chạy đi gọi điện thoại, nguyên lai chạy tới xem lão bà của ta đại nhân, các ngươi ở cửa kia chờ, ta lập tức đi qua. Không cần, ta lập tức liền. Bên kia đã treo điện thoại, phỏng chừng nhân đã hướng bên này đi rồi. Cát Mễ hãy còn tại lải nhải. Ta vốn cho rằng trên đời này không có chuyện khó khăn gì là ta làm không được, từ học tiếng Trung, ta xem như lĩnh giáo Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, một cái từ ngữ lại có nhiều như vậy ý tứ, một chữ có thể làm danh từ, làm động từ, làm hình dung từ, còn có thể làm phó từ, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại học được một cái đầu hai cái đại, ngươi nếu có thể đủ dạy ta tiếng Trung thật là vô cùng cảm kích. Tạ Oánh Thảo tâm nói ta nơi nào có thời gian giáo ngươi ngoại ngữ Nga, bên kia Nghiêm Từ Mộc cũng đã đi qua. Trước sân khấu cô nương thấy nhà mình lão tổng đi lại, lập tức trước mắt sáng ngời, lấy lòng đi về phía trước hai bước. Nghiêm tổng, vị này nữ sĩ nàng. Nàng nói còn chưa có hoàn, liền thấy Nghiêm Từ Mộc một phen đem Tạ Oánh Thảo lãm ở trong ngực, trừng mắt Cát Mễ. Trước sân khấu cô nương nhẹ nhàng mà bắt tay đặt tại trên miệng, ngừng muốn kinh hô xúc động, bất quá hiện trường không ai chú ý tới nàng. Cát Mễ chọn cao mày rậm. Nghiêm tiên sinh, ta chỉ là theo ngươi phu nhân thảo luận một chút giáo sư tiếng Trung sự tình, điều này cũng là vì rất tốt công tác, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nghiêm Từ Mộc cười cười. Ngươi đối công tác nhiệt tình ta là rất hài lòng, bất quá ngươi không là đã báo ngôn ngữ học giáo sao? Cát Mễ lắc đầu nói. Ngôn ngữ học giáo lão sư không có quý phu nhân xinh đẹp a, có như vậy xinh đẹp lão sư giảng bài, ta nghĩ của ta thành tích nhất định sẽ có rất đại đề cao. Nghiêm Từ Mộc dở khóc dở cười. 1 giờ 500 nhân dân tệ, ngươi phải báo danh sao? Cát Mễ cũng không cam yếu thế. Cũng không phải 500 đô la, ta còn sợ hay sao? Tạ Oánh Thảo lôi kéo Nghiêm Từ Mộc cánh tay. Ta còn thực chưa làm qua đối ngoại Hán ngữ lão sư, cảm giác còn giống như rất thú vị. Nghiêm Từ Mộc nhìn nàng một cái. Ngươi muốn đi thử xem. Tạ Oánh Thảo có chút nóng lòng muốn thử. Nếu chỉ tại cuối tuần lời nói, có thể lo lắng một chút a, bất quá ta không cần tiền, coi như là miễn phí đưa cho ngươi công ty làm cống hiến. Nghiêm Từ Mộc thoáng nhìn Cát Mễ, cười rộ lên. Sao có thể miễn phí a, thiếu thu hắn một điểm sẽ không sai. Ba người vừa nói vừa cười đi vào bên trong, trước sân khấu cô nương luôn luôn nhìn theo bọn họ rời đi. Cảm tình vị này chính là trong truyền thuyết Nghiêm phu nhân a, thế nào một điểm cái giá cũng không có a, đắc tội lão bản nương có phải không phải muốn xong đời. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Tạ Oánh Thảo ở Nghiêm Từ Mộc công ty tiến hành rồi khoái trá một ngày du hoạt động, thời kỳ Cát Mễ chạy tới thấu vài thứ náo nhiệt, bị đuổi đi còn muốn mặc giày thấu đi lên. Nghiêm Từ Mộc rõ ràng không nhìn hắn, chỉ cùng Tạ Oánh Thảo giảng tiếng Trung, Cát Mễ nghe xong nửa ngày nghe được chưa hiểu rõ hết, đỉnh đầu công tác còn chưa có hoàn thành, đành phải hậm hực hờn dỗi tránh ra. Trải qua 3 ngày khơi thông, cái kia vi ước hộ khách rốt cục cải biến chủ ý, này ra cuối cùng vẫn là đàm thành. Lâm lúc đi, trước sân khấu tiếp đãi cô nương khách khách khí khí theo Tạ Oánh Thảo nói lời từ biệt, Tạ Oánh Thảo đối với nàng cười cười. Nghiêm Từ Mộc cùng Tạ Oánh Thảo vừa đi vừa tán gẫu buổi tối ăn cái gì, thình lình bả vai bị người vỗ một cái, tiếp theo liền thấy Cát Mễ mặt theo hai người trung gian thấu đi lại. Hi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nghiêm Từ Mộc nhíu nhíu mày, lấy tay đem mặt hắn đẩy trở về. Kia đều có ngươi, hai chúng ta hiện tại phải về nhà nấu cơm ăn, chính ngươi tìm một chỗ ăn đi. Này đó người nước ngoài cũng thật có ý tứ, đến Trung Quốc sau, không thích ăn đại tiệc, liền thích ăn các loại ăn vặt các loại trung thức liệu lý, càng có bản địa đặc sắc càng thích. Cát Mễ khổ một trương mặt. Tốt xấu đại gia coi như là bằng hữu thôi, tuy rằng ngươi là của ta lão bản, nhưng là ta thật thích có thể theo các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm a, tán gẫu cái trời ạ, nếu có thể buổi tối cùng đi quán ba phao đi a, ta rất nhiều bằng hữu đều ở nơi đó. Bởi vì phía trước Tạ ba ba quản được tương đối nghiêm, Tạ Oánh Thảo rất ít đi quán ba, bất quá nàng cũng không chán ghét nơi đó không khí, nghe thấy những lời này, nàng lôi kéo Nghiêm Từ Mộc thủ. Này đề nghị còn giống như không sai ai, nhà chúng ta hôm nay bữa tối cũng không để ý nhiều một đôi chiếc đũa. Cát Mễ vui vẻ tại chỗ vòng vo cái vòng. Cơm chiều làm đều là việc nhà đồ ăn, nhưng là Cát Mễ mỗi món ăn đều khen không dứt miệng. Tạ Oánh Thảo thấy rất khá ngoạn, Nghiêm Từ Mộc lại thấy nhưng không thể trách nói. Năm đó ta ở nước ngoài lưu học thời điểm, đều là bản thân làm cơm ăn, nước ngoài đồ ăn ăn hơn thật sự chịu không nổi. Sau đó của ta bạn cùng phòng, mỗi ngày đều ngồi xổm mâm cùng bác ngồi xổm chờ ta làm tốt cơm, ở bọn họ trong mắt, trung thức liệu lý thật là phi thường thần kỳ tồn tại. Cát Mễ vui vẻ nói. Đúng vậy, ta đến đây Trung Quốc sau, phi thường thích ăn bánh bao, sủi cảo, còn có món Trung Quốc, nga, còn có lẩu. Người Trung Quốc thật sự phi thường hội ăn, nguyên liệu nấu ăn xử lý đặc biệt bổng, ta yêu cơm Trung. Tạ Oánh Thảo vui, ba người ăn xong rồi cơm chiều, liền từ Cát Mễ mang theo đi hắn thường xuyên dạo quán bar đi chơi. Tạ Oánh Thảo phía trước chỉ cùng đồng học đi qua tỉnh đi, mờ nhạt yên tĩnh không khí bên trong, im lặng địa điểm một ly đồ uống, ngồi nghe ca sĩ đàn ghi chấm TAKH, bình thường là một cái dân giao, thản nhiên thật sự. Nàng không nghĩ tới là Cát Mễ lần này dẫn bọn hắn đi quán bar kỳ thực xem như một nhà sàn nhảy, theo vào cửa bắt đầu, kịch liệt thanh âm ngay tại bên tai vang lên, một chút lại một chút, đánh trái tim nhảy lên, bên trong lờ mờ, từng nháy đèn phóng ở mỗi người, trên mặt, hoảng trước mắt có chút hoa. Nàng lắp bắp kinh hãi, có chút nhớ nhung dừng lại bước chân, nhưng là Cát Mễ đã một mặt hưng phấn mà đi đến tiến vào. Nghiêm Từ Mộc trên mặt cũng không có đặc biệt biểu cảm, nhìn không ra đến thích vẫn là không thích, hắn chỉ đứng ở Tạ Oánh Thảo bên cạnh, che chở nàng không bị người bên cạnh đụng đến. Hi! Cát Mễ ở bên trong lớn tiếng la lên vẫy tay. Ở trong này nói chuyện, bình thường thanh âm là cái gì đều nghe không được, cần phải dùng thật lớn thanh âm tài năng khơi thông. Tạ Oánh Thảo hướng tới hắn phương hướng đi rồi đi qua. Bang 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 nhịp trống thanh âm, ngay từ đầu rất khó thích ứng, nhưng là ngây người một lát sau, Tạ Oánh Thảo cảm thấy nhịp trống dần dần cùng tim đập đồng bộ, lòng của nàng khiêu cũng nhanh hơn tốc độ. Chưa từng có quá như vậy cảm thụ, nàng càng ngày càng cảm thấy có cái gì vậy muốn phóng xuất ra đến. Vì thế nàng không tự chủ được vặn vẹo thân thể, theo kính bạo âm nhạc tiết tấu, đi theo bên cạnh đám người chớp lên, bắt đầu có tiết tấu nhảy dựng lên. Nàng từ nhỏ chỉ biết là thi từ ca phú, nghe khúc phần lớn đều là thư hoãn nhạc nhẹ, lần đầu tiên trải qua như vậy làm càng nhịp, nàng toàn bộ máu cảm giác như là muốn sôi trào hừng hực. Nghiêm Từ Mộc chú ý tới của nàng biến hóa, thấy thân thể của nàng dần dần giãn ra mở ra, vặn vẹo tiết tấu càng ngày càng tốt, biết nàng dần dần tiến nhập trạng thái. Hắn nguyên vốn định chờ nàng không thích ứng thời điểm, liền mang nàng rời đi, hiện tại thấy nàng vẻ mặt cũng không có khác thường, hãy thu ở bước chân. Tạ Oánh Thảo đi theo nhịp lắc lư thân thể, nàng càng ngày càng thả lỏng, kìm lòng không đậu đưa tay ôm lấy Nghiêm Từ Mộc cổ. Nghiêm Từ Mộc chợt nhíu mày, khóe miệng nhịn không được dơ lên. Tuy rằng hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, theo đuổi Tạ Oánh Thảo, hơn nữa rèn sắt khi còn nóng hai người lĩnh hôn thú, quá nổi lên hai người cuộc sống. Nhưng là hắn cũng biết, Tạ Oánh Thảo cũng không có nhanh như vậy liền tiến nhập trạng thái. Tuy rằng hai người đã có vợ chồng chi thực, nhưng là nàng mỗi lần đều vẫn là tương đối khẩn trương, cũng rất khó thả lỏng đi hưởng thụ. Giờ phút này nàng chủ động đến ôm bản thân cổ, hắn đã tương đương vừa lòng. Cát Mễ theo trong đám người chen đi lại, cầm trong tay vài cái lon bia tử, hắn đưa cho Nghiêm Từ Mộc một lọ, lại đưa cho Tạ Oánh Thảo một lọ. Tạ Oánh Thảo uống rất ít rượu, giờ phút này vậy mà nhận lấy. Hôn ám bên trong thấy không rõ của nàng khuôn mặt, của nàng sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt sung sướng. Nghiêm Từ Mộc nghĩ nghĩ, đem lon bia tử mở ra, bản thân uống một ngụm, Tạ Oánh Thảo cũng mở ra bản thân kia quán rượu, ngưỡng cổ uống một hớp lớn. Vốn đã là mùa đông rét lạnh, sàn nhảy bên trong độ ấm nhưng vẫn ở lên cao, Tạ Oánh Thảo vốn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống hoàng này một ngụm lớn, cảm thấy lạnh lẽo sảng khoái, nàng đang muốn lại uống một ngụm, Nghiêm Từ Mộc đột nhiên đem tay nàng kéo đến một bên, ngay sau đó, mặt hắn tới gần mặt nàng, của hắn môi hôn lên của nàng môi. Kỳ thực tại đây loại không khí bên trong, kìm lòng không đậu nhân, không chỉ là Tạ Oánh Thảo một người. Bình thường bình tĩnh Nghiêm Từ Mộc, giờ phút này con ngươi đen ở hôn ám dưới ánh đèn hiện ra một chút giả tính, hắn nhắm hai mắt lại, dùng sức ổn định Tạ Oánh Thảo, thủ cũng nâng của nàng sau thắt lưng, nhưng thân thể của nàng tận khả năng gần sát thân thể của chính mình. Hai người không là lần đầu tiên hôn môi, khả là như vậy hôn sâu cũng là lần đầu tiên. Tạ Oánh Thảo nhắm mắt lại, trong lỗ tai còn tại càng không ngừng vang âm nhạc nhịp, bang 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 bang, giống như lòng của nàng khiêu, nàng rất nghĩ lớn tiếng kêu, rất nghĩ dùng sức ôm lấy này nam nhân, rất nghĩ đem bản thân khảm tiến trong thân thể hắn. Cát Mễ ở bên cạnh có chút ngốc, hắn giơ rượu bình. Ai, chúng ta đều còn không có cụng ly, hi, hai người các ngươi. Sàn nhảy lý như vậy hôn nồng nhiệt tình lữ chẳng phải chỉ có này một đôi, cho nên có người thấy cũng không có quá mức chú ý. Tạ Oánh Thảo cảm giác bản thân cái gì đều nghe không được, chỉ cảm thấy đến này nam nhân nóng rực hô hấp, chờ nàng phản ứng đi lại, phát hiện bản thân đã bị Nghiêm Từ Mộc đưa quán bar yên lặng chỗ, chỉ có mấy cá nhân xa xa tọa ở một bên uống rượu, mà nàng tắc bị hắn áp ở trên tường. Hai người bọn họ lon bia tử sớm cũng không biết ném đi nơi nào, Nghiêm Từ Mộc một tay chống tại trên vách tường, một tay vẫn cứ nâng của nàng sau thắt lưng. Tạ Oánh Thảo bị áp ở trên tường, trên môi nóng nóng mềm mại, là hắn môi. Hắn giống như căn bản hôn không đủ dường như, tại đây loại hôn ám trong hoàn cảnh, nhân nội tâm che giấu gì đó đều bị phóng xuất ra đến, tay nàng phàn trên bờ vai hắn, muốn càng nhiều. Phi thường vừa lòng cho nàng đêm nay chủ động, nhưng là chỉ có như vậy hôn hiển nhiên đã không thể để cho hai người thỏa mãn. Tạ Oánh Thảo đầu mê mê trầm trầm, vừa rồi kia một ngụm lớn uống rượu có chút cấp, hiện tại cảm giác có chút say. Trong lòng nàng phảng phất có nhất con mèo nhỏ ở cầm lấy gãi, càng không ngừng đem bản thân mình thiếp hướng hắn. Hắn cười nhẹ. Đừng nóng vội, chúng ta trước về nhà. Chưa cùng Cát Mễ cáo biệt, cũng không biết đến cùng là thế nào nghiêng ngã chao đảo một đường ở trên thang lầu ôm hôn vào gia môn, chỉ hơi nhớ được đại cửa vừa đóng, quần áo của nàng liền bắt đầu nhất kiện theo trên người bóc ra, lương ý còn chưa kịp tập thượng da thịt, hắn nóng bỏng thân thể cũng đã dán đi lại. Hoàn toàn bất đồng cho phía trước vài lần thân mật, nàng cảm giác bản thân hoàn toàn là giãn ra mở ra, nàng khát vọng hắn, cần hắn, dùng cái gì đến lấp đầy nàng. Lúc này đây liên tục thời gian thật lâu, lâu đến nàng cho rằng sẽ không bao giờ nữa dừng lại. cùng làm cho nàng đầu óc trở nên càng thêm hưng phấn, nàng thậm chí đem hắn thôi ngồi trên sofa, mà hắn tắt đem nàng kéo đến bản thân trên người. Tự hồ thay đổi rất nhiều địa phương, giải khóa rất nhiều tư thế, thẳng đến hai người đều tinh mệt mỏi lực tận, ôm nhau mà miên. Ngày thứ hai Tạ Oánh Thảo là bị đồng hồ báo thức đánh thức, hơi chút động một chút đều tự hồ có thể nghe được bản thân xương cốt vang, cả người cảm giác mau muốn rời ra từng mảnh. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, Nghiêm Từ Mộc đã rời giường. Tạ Oánh Thảo cố sức theo trên giường ngồi dậy, đem quần áo mặc vào, lắc lắc đầu óc, cẩn thận hồi tưởng một chút đêm qua tình hình. Đầu tiên là đi quán bar, sau đó liền loạn đi lên, nàng còn giống như đem hắn đẩy ngã. Nàng nhớ tới rất nhiều như vậy tư thế, nhịn không được lấy tay bưng kín mặt, trời ạ, có phải không phải rất kia cái gì? Nghiêm Từ Mộc đứng ở cửa khẩu, một mặt thú vị xem Tạ Oánh Thảo, một mặt ngượng ngùng lại tràn đầy ảo não biểu cảm. Hắn nhìn một lát, đưa tay ở trên cửa gõ sao, Tạ Oánh Thảo dương mắt thấy là hắn, lập tức bụng mặt trốn được trong chăn, lui thành một cái trứng tôm. Nghiêm Từ Mộc đi qua, cách chăn chụp của nàng mông. Mau rời giường, thứ hai đi làm, ngươi tưởng đến trễ sao? Ngươi trước đi ra ngoài ta liền đứng lên. Tạ Oánh Thảo thanh âm rầu rĩ theo trong chăn mặt truyền ra đến, nàng thật sự là cảm thấy hảo e lệ a. Nghiêm Từ Mộc không khỏi mỉm cười, đem tay vươn đến trong chăn đi cong của nàng chân, Tạ Oánh Thảo ha ha cười ở trong chăn né qua trốn đi, kết quả không nghĩ qua là điệu đến trên đất, quăng ngã cái rắn chắc. Nghiêm Từ Mộc ngồi xổm xuống đi, đem nàng ngay cả chăn cùng nhau ôm ở trên giường, bài khai ngón tay nàng, nghiêm cẩn xem nàng. Ta thật thích ngươi đêm qua bộ dáng. Hắn thanh âm cúi đầu, tràn ngập ái muội, kia làm cho ta cảm thấy ngươi cũng là cần của ta. Tạ Oánh Thảo đỏ mặt ngẩng đầu. Ta. Nàng nói không được nữa. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta thật sự phi thường thích ngươi như vậy. Ngươi che giấu nhiệt tình có thể đem ta hòa tan, ta hy vọng ngươi về sau mỗi ngày đều có thể như vậy. Nghiêm Từ Mộc hôn trụ nàng, ta có thể cảm nhận được của ngươi yêu. Ta yêu ngươi, Oánh Thảo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47. Gia. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Thích cùng yêu khác nhau là cái gì? Tạ Oánh Thảo kinh ngạc phát hiện bản thân phía trước cũng không có khắc sâu suy xét quá vấn đề này. Trung học thời điểm, nàng thầm mến Nghiêm Từ Mộc. Nàng để ý hắn sự tình, thích nhìn dáng vẻ của hắn, yên lặng nghĩ thích hắn tâm tình. Nhưng là cái kia còn giống như không là tình yêu. Nàng thật không ngờ là, Nghiêm Từ Mộc cũng thích nàng, hơn nữa hắn trở về truy nàng, còn cưới nàng làm vợ. Nàng thích hắn, tưởng cùng với hắn, nguyện ý cùng hắn cộng đồng cuộc sống, còn có thể ăn phi giấm chua, loại này có phải không phải đã kêu đâu. Nghiêm Từ Mộc lần đầu tiên nói với nàng ra ta yêu ngươi ba chữ, lúc này nàng mới phản ứng đi lại, này tựa hồ là hắn lần đầu tiên như vậy minh xác về phía nàng thông báo. Trước đó, hắn tuy rằng luôn luôn biểu đạt đối nàng hảo, khả là như vậy nói chưa từng có chính thức nói ra miệng. Hắn tựa hồ càng ngày càng thích nàng. Một ngày này công tác thời điểm, Tạ Oánh Thảo đều có điểm thất thần, Đỗ Nặc kêu nàng vài thanh đều không có nghe được. Đỗ Nặc thiếu gia tỳ khí lại nổi lên, đem tư liệu hướng Tạ Oánh Thảo trước mặt nhất phóng. Tạ chủ quản, ta đều kêu ngươi đã nửa ngày, ngươi hảo hảo xem ta liếc mắt một cái a. Tạ Oánh Thảo thoảng qua thần đến, a một tiếng, cầm lấy tư liệu. Ngượng ngùng a, ta vừa rồi thất thần. Đỗ Nặc lên xuống nhìn nàng, cười xấu xa nói. Chẳng lẽ là với ngươi lão công cãi nhau? Bình thường ta nữ tính các bằng hữu mất hồn mất vía thời điểm, đại đa số tình huống đều là cùng nam nhân có liên quan. Thật đúng làm cho hắn đoán đúng rồi, thật là cùng nam nhân có liên quan. Đỗ Nặc thấy nàng không ra tiếng, dự đoán được bản thân nói đúng, vì thế tiếp tục lên mặt. Ngươi lão công như thế nào? Có phải không phải bên ngoài có nữ nhân? Vẫn là giúp đỡ ngươi bà khi dễ ngươi? Hay hoặc là không cho ngươi tiền mua? Trên cơ bản cũng chính là này vài loại tình huống đúng hay không? Tạ Oánh Thảo cười. Cũng không phải. Đỗ Nặc ngạc nhiên nói. Kia còn có cái gì, tổng sẽ không là hắn kia phương diện không được đi. Tạ Oánh Thảo thối hắn một ngụm, suy nghĩ một chút. Hắn nói với ta yêu ngươi. Đỗ Nặc kém chút té ngã. của ta Tạ đại chủ quản, ngươi lão công cho ngươi thông báo không là thật bình thường sự tình sao, này đều có thể cho ngươi thất thần nghèo túng. Tạ Oánh Thảo lắc đầu. Không phải là bởi vì này. Đỗ Nặc, ta hỏi ngươi, thích một người cùng yêu một người khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau. Đỗ Nặc lập tức tiếp lời, một bên lấy khinh thường ánh mắt xem xét nàng, lớn như vậy người, ngay cả thích cùng yêu đều không phân biệt được thôi. Khi ngươi nói một chút. Này thích thôi, chính là ách, này yêu thôi. Hắn gãi gãi da đầu, kinh ngạc phát hiện bản thân cũng nói không nên lời. Ta nói, Đỗ Nặc ngươi có phải không phải còn không chân chính nói qua luyến ái? Nói bậy. Ta Đỗ Nặc anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân. Đỗ Nặc ủy khuất. Ngươi là không thiếu nữ nhân, ta là nói ngươi có không có thật sự đứng đắn yêu đương, ngươi có hay không đối ai động tâm quá. Này còn. Thực không có. Đỗ Nặc buồn bực, dù sao hắn nhận thức này bạn gái chỉ có thể tính bê hữu mà thôi, đại gia nói đến cùng chính là theo như nhu cầu giao tình, muốn nói cảm tình thật đúng chưa nói tới. Tạ Oánh Thảo quán buông tay. Ta còn tưởng rằng ngươi là lão lái xe, có thể tìm ngươi thủ lấy kinh nghiệm, kết quả còn không bằng ta. Tính, không làm khó dễ ngươi, đi vội đi. Đỗ Nặc một ngụm lão huyết nghẹn phun không đi ra cũng nuốt không đi xuống. Lời này hắn thật sự không có cách nào khác phản bác. Ngay cả hắn trong vạn bụi hoa quá, lại vẫn như cũ không biết nhân gian cái gì gọi là chân tình. Hắn yên lặng đi ra ngoài, lần đầu không có phô trương ương ngạnh phản bác Tạ Oánh Thảo. Ngân hàng bên kia khoản tiền tử đã đúng chỗ, này hạng mục người phụ trách vẫn là Đường Hân, công ty nối nhân là Tạ Oánh Thảo. Nàng không thể không kiên trì bắt thông Đường Hân điện thoại. Ngài hảo, xin hỏi là vị ấy. Trong điện thoại giọng nữ phi thường chức nghiệp. Là ta, Tạ Oánh Thảo. Bên kia trầm mặc một lát, thanh âm lại vang lên thời điểm liền trở nên lạnh lùng rất nhiều, có việc sao? Về công ty cho vay sự tình. Một phương diện, đến tiếp sau còn có một việc nhu muốn cùng ngươi thương lượng, về phương diện khác, cũng tưởng lại nói cảm ơn ngươi. Công tác sự tình có vấn đề gì cho ta viết bưu kiện đi, ta sẽ mau chóng hồi phục, về phần cảm ơn ta, đại cũng không tất. Đường Hân thanh âm lạnh như đao nhọn, hai chúng ta cũng không có tốt như vậy giao tình. Tạ Oánh Thảo trong lòng yên lặng thở dài, nghe thấy bên kia treo điện thoại. Vài năm đồng học tình liền như vậy xong đời. Vẫn là làm học sinh thời điểm đơn thuần nhất, tức giận cãi nhau cũng sẽ không thể thật lâu, nhưng là hiện tại, ầm ĩ một trận đều thương cân động cốt. Hôm sau chạng vạn tan tầm thời điểm, Nghiêm Từ Mộc gọi điện thoại đến, nói Cát Mễ lại mời đi phao đi. Người ngoại quốc đến quốc nội lược có một chút khó chịu, TV tiết mục phần lớn là tiếng Trung, bọn họ lại không quá ham thích cho lên mạng, càng yêu thích xuất ra xã giao, quán bar linh tinh địa phương, bọn họ cũng rất thích, ngẫu nhiên còn có thể có cái diễm ngộ. Tạ Oánh Thảo nhớ tới 2 ngày trước uống say đẩy ngã Nghiêm Từ Mộc khứu sự, liền hơi hơi có chút không nghĩ đi, sợ lại say rượu loạn tính cái gì, nhưng là Nghiêm Từ Mộc lại rất muốn đi. Hôm nay chúng ta không uống rượu là tốt rồi. Hắn trấn an Tạ Oánh Thảo. Tạ Oánh Thảo suy tư một chút, hôm sau 2 người sớm chiều ở chung, hiện tại cảm tình hảo đắc tượng là ngay cả thể nhân. Một người muốn đi đâu, một người khác cũng nhất định phải đi theo. Nàng thử nói một câu. Kỳ thực ta ở nhà viết bản thảo, chính ngươi cùng Cát Mễ 2 người đi cũng là có thể. Bên kia Nghiêm Từ Mộc lập tức nói. Ta đây ở nhà cùng ngươi được rồi. Quả nhiên hắn vẫn là thích kề cận nàng, Tạ Oánh Thảo trong lòng ấm áp, lại sợ quét Nghiêm Từ Mộc cùng Cát Mễ hưng. Kia vẫn là tính, hắn đều đã mời qua, chúng ta vẫn là đi thôi. Trong quán bar vẫn là đặt nháo phi phàm, lần này Tạ Oánh Thảo có chuẩn bị tâm lý, có thể chịu được. Nàng tuyển cái hơi chút thiên một điểm địa phương, cùng Nghiêm Từ Mộc ngồi xuống, Cát Mễ chen đến chen đi ôm đi lại vài bình bia, Nghiêm Từ Mộc cầm lấy nhất quán cùng hắn cùng uống, Tạ Oánh Thảo lần này liền không có lại uống rượu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ngọn đèn lờ mờ, của nàng cảm giác lại bắt đầu có chút mê ly đứng lên, cảm giác tưởng đi toilet, liền nói với Nghiêm Từ Mộc một tiếng, bản thân tìm toilet đi. Thật vất vả theo trong đám người đụng đến toilet cửa, xếp vài người. Đợi một lát, nàng phía trước một cái cô nương đi vào, môn còn không đóng lại liền bắt đầu phun lên, xem ra là uống hơn. Khi cô nương phun xong rồi, còn biết thanh lý sạch sẽ mới xuất ra. Tạ Oánh Thảo đối với này đó trường hợp cũng không phải thật thói quen, nàng rất nhanh thuận tiện hoàng, xuất ra toilet chuẩn bị chen trở về, mới phát hiện giống như cũng không có nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nàng lạc đường. Này quán bar rất lớn, bên trong tu thành Gothic thức phong cách. Gần nhất vừa khéo là quá hoàng vạn thánh chương lại nhanh đến lễ Noel thời điểm, quốc nội quán bar phi thường thích loại này Tây Phương ngày hội, điểm bên trong vạn thánh chương trang sức còn có một phần không có bị thay thế, lễ Noel trang sức lại đã bắt đầu bố trí. Quán bar phân 3 tầng, có thang lầu có thể đi lên đi. Lầu 2 lầu 3 đều là thiết kế giá dựng, tòa ở trên lầu uống rượu có thể trực tiếp nhìn đến dưới lầu khiêu vũ đám người. Tạ Oánh Thảo chỉ nhớ rõ bản thân chỗ ngồi là ở lầu một mỗ cái địa phương, nhưng là nàng ở trong đám người chen quải đến quải đi, chính là không tìm được. Bởi vì nhân nhiều lắm, nàng không thể không theo bên cạnh nhân trên người dán đi qua. Có cái nam nhân thấy nàng lẻ loi một mình, lập tức theo đi lại. Tiểu thư, nhất khiêu vũ đi. Cái kia nam nhân uống lên chút rượu, còn tại phun mùi rượu. Tạ Oánh Thảo liền phát hoảng, liên tục xua tay. Ta đang tìm người. Nam nhân nhếch miệng cười. Tìm nam nhân sao? Tìm ta là được, ta thật làm được. Nói xong còn chớp chớp mắt, ta biết cái địa phương, cách nơi này rất gần, tiểu thư cùng ta đi đi. Tạ Oánh Thảo biết người này không có hảo ý, vì thế quay đầu đi không lại để ý hắn, chỉ vội vàng ở trong đám người sưu tầm Nghiêm Từ Mộc cùng Cát Mễ. Nhưng là cái kia nam nhân nhắm mắt theo đuôi, luôn luôn đi theo bên cạnh nàng, thậm chí thừa dịp rượu kính đi phàn nàng bờ vai. Tạ Oánh Thảo quát lớn hắn. Đừng chạm vào ta, ta không biết ngươi. Bất đắc dĩ trong quán ba mặt rất tranh cãi ầm ĩ, nàng này một tiếng quát lớn không hề hiệu quả, cái kia nam nhân vẫn cứ cợt nhã. Không biết không quan hệ a, nhiều tán gẫu lập tức nhận thức, như thế này chúng ta lại làm thân mật tiếp xúc, còn có cái gì không biết đâu. Tay hắn đã phàn ở Tạ Oánh Thảo trên bờ vai, nàng chỉ phải hướng bên cạnh né tránh đến tránh thoát hắn. Nam nhân tại quán bar khó được tìm kiếm đến như vậy độc thân nữ tử, chuẩn bị tử triền lạng đánh phao tới tay, cho nên luôn luôn không chịu buông tay. Cũng may dù sao nhiều người, hắn cũng không dám quá mức cường đến, nhưng là hắn như vậy luôn luôn bên người đi theo, thật sự nhường Tạ Oánh Thảo thập phần sụp đổ. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra cấp Nghiêm Từ Mộc gọi điện thoại, không biết là không phải là bởi vì không có nghe đến, bên kia luôn luôn không tiếp điện thoại. Nam nhân động tác càng không kiêng nể gì đứng lên, hắn bắt đầu nếm thử đi ôm Tạ Oánh Thảo, thủ đặt ở của nàng phần eo, ý đồ đem nàng lãm tiến trong lòng. Tạ Oánh Thảo liều mạng hướng bên cạnh trốn, mắt thấy liền muốn bị nam nhân ôm lấy, nàng cơ hồ muốn hét lên. Bên cạnh Tà Thứ Lý Vương một bàn tay đến, chặn nam nhân động tác, hơn nữa đem hắn hướng bên cạnh đẩy đẩy. Tạ Oánh Thảo vừa vội lại sợ, trong mắt mặt đều hàm chứa lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cứu nam nhân của nàng là nhận được. Tô tiên sinh. Nàng kêu một tiếng. Tô Tước gật gật đầu, đem chơi xấu nam nhân hướng bên cạnh đẩy, thuận tiện đem Tạ Oánh Thảo chắn phía sau. Cái kia nam nhân cả kinh, tưởng bị cái cô gái này bạn trai hoặc là lão công bắt đến, nhìn kỹ, Tạ Oánh Thảo chỉ trốn sau lưng Tô Tước, cũng không thân mật động tác, dự đoán được hai người bọn họ chẳng phải người quen. Vì thế tiếp tục trang vô lại. Gì chứ a, ta theo ta bạn gái ngoạn đâu, ngươi xuất ra đảo cái gì loạn a. Tô Tước đứng định bất động, lạnh lùng xem hắn. Vị này nữ sĩ là bằng hữu của ta, mời ngươi phóng tôn trọng điểm. Nam nhân thật khinh thường. Đánh đổ đi, ngươi nói là ngươi bằng hữu ta sẽ tin sao? Đây là ta bạn gái, đừng chậm trễ hai chúng ta làm chính sự, chạy nhanh tránh ra, ta muốn mang nàng đi trở về. Nói xong hắn liền hướng đi lại, mạnh hơn bước vào kéo Tạ Oánh Thảo. Tô Tước ngăn cản hắn, Tạ Oánh Thảo trốn sau lưng hắn nhịn không được phát run. Người bên cạnh đàn rốt cục phát giác bên này tình hình không đúng, dần dần vây quanh đi lại, nhưng là nghe bọn hắn lưỡng ngươi một lời ta nhất ngữ nói xong, cũng nháo không rõ hẳn là nghe ai. Nam nhân phụ giúp Tô Tước. Ngươi này tính cái gì anh hùng cứu mỹ nhân a, ta nói cho ngươi, ba ta nhưng là đại lão bản. Cẩn thận ta quay đầu tìm người tá ngươi. Tô Tước nhíu nhíu đầu mày, trên tay dùng một chút lực, liền đem nam nhân thôi thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, kém chút đánh vào vây xem quần chúng trên người, bên cạnh thậm chí có người cười ra tiếng. Nam nhân nháo xoay thành giận, mạnh vọt đi lại, theo mặt bên một phen kéo lấy Tạ Oánh Thảo tay áo, liền đem nàng ra bên ngoài kéo. Tạ Oánh Thảo rốt cục nhịn không được kêu đứng lên, hơn nữa dùng sức chống đẩy, dùng sức đi đánh kia nam nhân thủ. Tô Tước cũng lôi kéo nam nhân tưởng lại đem hắn đẩy ra, bất đắc dĩ hắn chính là không buông khai Tạ Oánh Thảo tay áo. Đúng lúc này, một thân ảnh theo trong đám người thật nhanh chen đi lại, vọt tới nam nhân trước mặt, không nói hai lời, đi lên chính là một quyền đem hắn đánh tới đi qua một bên. Nam nhân nằm trên mặt đất, nửa ngày mới đứng lên. Hắn đang muốn tức giận, thấy Nghiêm Từ Mộc đem Tạ Oánh Thảo ôm vào trong ngực, biết đây là chính quy bạn trai đến đây, không khỏi chột dạ, nhưng là vừa rồi đã trúng như vậy một chút cũng không thể liền như vậy quên đi, hắn còn tưởng tiếp tục tìm việc, liền thấy một người cao lớn khỏe mạnh thân ảnh hoành ở tại bản thân trước mặt. Cát Mễ trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn. Ngươi còn tưởng lại ai một quyền? Nam nhân sợ hãi lui về sau hai bước, đối phương nhiều người, hắn lại được sắc cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể lui về phía sau hai bước, muốn chạy trốn. Chậm đã. Nghiêm Từ Mộc luôn luôn ôm Tạ Oánh Thảo, thân thể của nàng còn có chút phát run, vừa rồi kia một quyền đánh cho hắn thủ bây giờ còn ở run lên. Bởi vì cùng Cát Mễ nghe được nhất thủ không sai khúc, cho nên nhiều thảo luận hai câu, phát hiện Tạ Oánh Thảo chậm chạp chưa về, hắn liền xuất ra tìm nàng. Theo toilet tìm hơn một nửa cái quán bar, thế nào cũng không nghĩ tới nàng chạy xa như vậy, còn bị cái vô lại theo dõi. Ngẫm lại vừa rồi tình hình, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không là Tô Tước ngăn cản một chút, vạn nhất Tạ Oánh Thảo bị tên hỗn đảng này tha đi, toàn bộ quán bar đại khái cũng sẽ không thể quá mức chú ý. Nghiêm Từ Mộc đi đến nam nhân trước mặt, nam nhân sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Ngươi không thể lại đánh ta cùng ngươi nói, ta có thể thường tiền, ai, ngươi không thể đánh ta muốn báo nguy. Nghiêm Từ Mộc nắm tay đi theo thanh âm cùng nhau tặng đi ra ngoài. Ta ước gì ngươi báo nguy đâu. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Nửa đêm vài người mới từ phái xuất sở lý xuất ra, cái kia vô lại nam bị một đám người chỉ chứng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội, bị phê bình giáo dục một chút, trị an câu lưu. Nghiêm Từ Mộc ra tay đánh nhân, cũng bị phê bình vài câu. Bất quá dân, cảnh hiểu được hắn cũng là xuất phát từ phẫn nộ, cho nên giáo dục vài câu ý tứ, để lại người. Các mẹ có chút áy náy. Ta không nên lão yêu mời các ngươi đến nhiều người như vậy địa phương ngoạn. Nghiêm Từ Mộc lắc đầu. Không là của ngươi sai. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tước, tối hôm nay ít nhiều ngươi. Tô Tước cười. Cũng thật sự là khéo, ta bình thường rất ít đi quán bar, hôm nay bồi bằng hữu đi chơi, vừa khéo liền gặp Tạ tiểu thư bị dây dưa, may mắn có thể giúp đỡ vội. Tạ Oánh Thảo lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Nếu không là ngươi đã đến rồi, ta thực sợ. Nàng nhớ tới vừa rồi người nọ dùng sức tha của nàng tình cảnh, thân mình không khỏi run run. Nghiêm Từ Mộc đem nàng lãm ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ chụp, lấy chỉ ra trấn an. Tô Tước gật đầu, nói với Nghiêm Từ Mộc. Tạ tiểu thư nhận đến kinh hách, hiện tại cũng tương đối chậm, ngươi vẫn là sớm một chút mang nàng trở về nghỉ ngơi đi. Nghiêm Từ Mộc hướng Tô Tước cùng Cát Mễ nói lời từ biệt, mang theo Tạ Oánh Thảo đi trở về. Hắn đem xe đứng ở gara ngầm, sau đó vẫn cứ bảo trì ôm nàng bả vai tư thế, hai người đi lên thang máy. Tạ Oánh Thảo luôn luôn cúi đầu không nói chuyện, Nghiêm Từ Mộc đem tóc của nàng bát đến sau tai, thấp giọng nói. Nhiều sao? Nàng gật đầu. Thực xin lỗi. Nghiêm Từ Mộc ôm nàng, ta hẳn là cùng ngươi cùng đi toilet. Tạ Oánh Thảo lắc đầu. Điều này cũng không được đầy đủ là ngươi lỗi. Kế tiếp nàng lại không nói gì. Về nhà rửa mặt xong, Tạ Oánh Thảo ngồi ở trong thư phòng mở ra máy tính, nàng thật sự buồn ngủ, bỏ chạy đi viết bản thảo, viết đến đêm khuya thật sự mệt nhọc, mới trở lại trong phòng ngủ, kinh ngạc phát hiện Nghiêm Từ Mộc còn không có ngủ. Nàng không rên một tiếng theo bên kia lên giường, nằm xuống kéo qua chăn cái thượng, toàn bộ quá trình hai người hoàn toàn không có nói chuyện với nhau. Nghiêm Từ Mộc luôn luôn đều thật tự trách, hắn đổ hy vọng Tạ Oánh Thảo đi lại cùng hắn khóc sướt mướt, trách cứ hắn vì sao không sớm chút đi tìm nàng. Nhưng là nàng từ đầu tới đuôi, không nói gì. Oánh Thảo. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng, nàng không quá minh bạch từ chối một chút, vẫn là bị hắn ôm lấy. Ta mệt nhọc, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi có phải không phải cảm thấy ta không có kịp thời xuất hiện đi cứu ngươi, cho nên đang tức giận? Không có a. Tạ Oánh Thảo buồn ở trong chăn, ta bản thân không cẩn thận trêu chọc đến vô lại, nơi nào là ngươi lỗi. Nhưng là ta thật áy náy, nếu ngay từ đầu ngươi nói không nghĩ đi thời điểm ta sẽ đồng ý không đi, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhưng là ngươi muốn đi a, lần sau trường hợp này hoạt động, ngươi muốn đi lời nói liền bản thân đi được rồi, ta thật sự không có quan hệ. Sự tình hôm nay không là vấn đề của ngươi a, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ngủ đi. Nghiêm Từ Mộc không nói gì thêm. Tối hôm nay hắn cùng Cát Mễ tán gẫu âm nhạc tán gẫu có chút mê mẩn, lúc đó hoàn toàn quên Tạ Oánh Thảo sự tình, chuyện này hắn bao nhiêu đều có điểm trách nhiệm. Tạ Oánh Thảo lưng hướng hắn, hô hấp đều đều, tựa hồ đã đang ngủ. Hắn sờ sờ đầu nàng, khe khẽ thở dài. Vợ chồng quan hệ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy đơn giản, một đôi người yêu chẳng phải lĩnh chứng kết hôn, đoạn cảm tình này liền cáo một đoạn, mà là ở kết hôn sau, trường kỳ ở chung cuộc sống mới chính thức bắt đầu. Hắn cũng có chút tìm không thấy tiết tấu cảm, là hẳn là mỗi ngày đều cùng Tạ Oánh Thảo vành tai và tóc mai chạm vào nhau, song nhân đồng hành, cần phải lẫn nhau chậm rãi bảo trì nhất định không gian, đều tự có bản thân vòng luẩn quẩn đâu. Hôm nay buổi tối Nghiêm Từ Mộc cũng mất ngủ. Ngày thứ hai Tạ Oánh Thảo đến công ty, Đỗ Nặc nhìn sắc mặt của nàng, một mặt cười xấu xa. Tạ chủ quản, ngươi này mắt thâm quần có chút trọng a, là theo ngươi lão công hy đến quá muộn. Tạ Oánh Thảo liếc trắng mắt. Làm sao ngươi như vậy bác quái? Đỗ Nặc lắc đầu nói. Không đúng, nhìn ngươi không vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là với ngươi lão công cãi nhau? Tạ Oánh Thảo không để ý hắn, ngồi ở máy tính bắt đầu làm công. Đỗ Nặc thật lý giải nói. Ta cảm thấy này nam nữ đi, luyến ái thời điểm trạng thái tốt nhất, tuyệt đối không nên không có việc gì đi kết cái gì hôn. Xem ta ba mẹ sẽ biết, cả ngày bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể gây gổ, thật sự là chịu không nổi. Tạ chủ quản, ngươi nhất định giải sầu, bằng không rất nhanh sẽ phải đổi thành oán phụ, nữ nhân này a, nhất kết hôn biến thành liền không hảo ngoạn. Tạ Oánh Thảo thuận tay cầm lấy bên cạnh một cái tập quăng đi qua. Câm miệng, đi ra ngoài, đóng cửa. Đỗ Nặc bị tập tạp trung cẳng chân, ông chân nhảy lên chứa kêu đau, vừa thấy Tạ Oánh Thảo lại cầm lấy một cái bình hoa, hắn vội vã đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. Đóng cửa tiền, hắn lại đem đầu vói vào đến. Tạ chủ quản, luôn tức giận rất nhanh hội biến lão. Nói xong làm cái mặt quỷ, bả đầu rụt trở về. Tạ Oánh Thảo khóe miệng rút trừ, đem trong tay bình hoa buông xuống. Đỗ Nặc chạy trốn tới bên ngoài đại văn phòng, bị Trần Yến Yến ngăn lại. Như thế nào, chạy đến quỷ giống nhau. Đỗ Nặc gần nhất tính tình chuyển biến rất nhiều, tuy rằng vẫn là có chút đáng đánh đòn, nhưng là đại gia cùng hắn quan hệ tốt lên không ít. Tạ chủ quản, nàng cùng lão công cãi nhau, hôm nay tâm tình không tốt, các ngươi đều không cần đi chọc nàng. Đỗ Nặc lập tức cấp mọi người truyền lại tin tức. Trần Yến Yến trừng hắn. Nói hưu nói vượng, nàng cùng nàng lão công cảm tình hảo lắm, cả ngày tác cẩu lương, rõ ràng là mô phạm vợ chồng, ngươi ở trong này bịa đặt đâu có phải không phải. Thật sự a, không tin chính ngươi đi xem Tạ chủ quản sắc mặt, thật sự thật không tốt a, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, bằng không ai phê ta khả không giúp được ngươi. Đỗ Nặc đối với Trần Yến Yến tề mi lộng nhãn. Từ Tạ Oánh Thảo thăng chủ quản sau, Trần Yến Yến cùng nàng quan hệ cá nhân liền trở nên càng ngày càng ít, tương đối công tác chức vị bất đồng, quan hệ cũng sẽ có biến hóa. Ngược lại không phải là Tạ Oánh Thảo tận lực cùng nàng kéo ra khoảng cách, chủ yếu là Trần Yến Yến thật biết tị hiềm, hơn nữa Tạ Oánh Thảo đại bộ phận thời gian đều bị Nghiêm Từ Mộc chiếm cứ, nàng cũng không bao nhiêu thời gian cùng Trần Yến Yến bọn họ hỗ động. Trần Yến Yến lấy di động, lại muốn phát tin tức hỏi Tạ Oánh Thảo như thế nào, lại cảm thấy trực tiếp phát không quá thích hợp. Do dự trong lúc đó, di động thu được nhất cái tin nhắn. Buổi tối cùng nhau ăn cơm a, yêu ngươi, so tâm. Tin nhắn là Hứa Thúc phát, theo lần trước hai người hòa hảo sau, liền luôn luôn tại làm địa hạ tình cảm lưu luyến, lại là không yên lại là khẩn trương, nhưng là ai cũng không bỏ xuống được. Hiện tại hai người đã trụ ở cùng một chỗ, bởi vì đều là nơi khác đến làm công trẻ tuổi nhân, ở cùng một chỗ bao nhiêu có thể tiết kiệm một ít tiền thuê nhà, lại có thể sớm chiều ở chung, chẳng qua bình thường ở công ty thời điểm chỉ có thể làm bộ như không biết. Trần Yến Yến thu hồi điện thoại di động. Nàng vẫn là không cần nhiều chuyện, Gia Gia có bản năng niệm kinh, không đồng dạng như vậy tình huống, vẫn là không giống với đối đãi đi. Hôm nay chạng vạn tan tầm thời điểm, Nghiêm Từ Mộc theo thường lệ tới đón Tạ Oánh Thảo. Ta có mấy cái quan hệ cũng không tệ bạn hữu tới tìm ta, ước ta một lát đi chơi bóng. Giờ phút này sắc trời còn lượng. Nga. Tạ Oánh Thảo gật gật đầu. Chúng ta chuẩn bị đánh xong cầu ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút gì, nói chuyện phím, ngươi ở nhà ăn trước đi, không cần chờ ta. Tốt. Nghiêm Từ Mộc đem xe thả lại ga ra, lại lấy ra một chiếc núi xe đến. Chúng ta ngay tại rời nhà không xa trường học sân thể dục chơi bóng, ta sẽ không về đến rất trễ. Hắn hôn hôn nàng, liền ly khai. Tạ Oánh Thảo một người tọa trên thang máy lâu, tiến đến trong nhà, đột nhiên cảm thấy có chút rỗi đảng đảng, không quá thích ứng. Phía trước cùng Tạ Ba Ba cùng nhau cuộc sống thời điểm, Ba Ba cũng thường thường không ở nhà. Nàng gần nhất cơ hồ hoàn toàn thích ứng cùng Nghiêm Từ Mộc làm ngay cả thể nhân cuộc sống, đột nhiên bỗng chốc trở về đến một người, có một chút ngây người. Chính nàng bảo canh, sao đồ ăn, một người ăn cơm, rửa chén, thu thập cái bàn. Khó được như vậy thanh tĩnh, không ai đến nắm giữ của nàng thời gian, tranh đoạt của nàng không gian, nàng một người ngồi ở trong thư phòng, mở ra máy tính bắt đầu mã tự. Nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện, nàng viết không đi vào. Nghiêm Từ Mộc hiện tại với ai cùng nhau chơi bóng đâu? Đều là cái dạng gì bằng hữu đâu? Có hay không nữ sinh đâu? Có người hay không cho bọn hắn mua nước đâu? Bọn họ buổi tối sẽ đi ăn cái gì cơm đâu? Nàng lần đầu muốn biết như vậy về của hắn rất nhiều chuyện. Phía trước Nghiêm Từ Mộc nàng hoàn toàn không cần đoán, không cần nghĩ, hắn đều sẽ rành mạch nói cho nàng, biểu đạt cho nàng, của hắn nhất cử nhất động, của hắn đăm chiêu suy nghĩ, nàng đều thực nhẹ nhàng có thể nhìn đến. Nhưng là hôm nay, hắn giống như đột nhiên liền đem hai người trong lúc đó chặt chẽ liên hệ, hơi chút kéo xa như vậy một chút. Thật là có điểm phiền chán a. Buổi tối mau lúc 10 giờ, Nghiêm Từ Mộc vào gia môn, hắn trở về không tính trễ, hẳn là đánh xong cầu cơm nước xong liền lập tức về nhà, trung gian còn cùng này bạn hữu hàng huyên tán gẫu. Tạ Oánh Thảo vừa khéo miễn cưỡng viết xong một cái chương và tiết, cảm thấy viết không tốt, còn tại sửa đến sửa đi. Nghiêm Từ Mộc đi tới, hơi hơi mang theo một điểm mùi rượu. Kỳ thực hắn đêm nay không có lái xe, nàng đại khái đoán hắn biết uống rượu. Hắn bên ngoài mặc nhất kiện áo bành tô, bên trong bộ cũng là vận động phục, có chút buồn cười. Nghiêm Từ Mộc hôn hôn nàng khuôn mặt, phải đi tắm rửa. Tạ Oánh Thảo cũng rất nhanh sửa xong rồi bản thảo, đóng lại máy tính. Nàng đã trước tiên tẩy qua, liền trực tiếp lên giường. Một lát sau, nàng đều mơ mơ màng màng mau đang ngủ, Nghiêm Từ Mộc mới đi tới, lại hôn hôn nàng khuôn mặt, liền tắt đèn ngủ. Tạ Oánh Thảo nằm ở trong bóng tối, cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Này mỗi ngày đều muốn đem nàng sinh nuốt vào bụng nam nhân, hôm nay vậy mà không có chạm vào của nàng ý tứ. Tuy rằng hắn mỗi ngày cùng nàng triền miên làm cho nàng lược có chút quấy nhiễu, nhưng là hắn không chạm vào nàng càng làm cho nàng cảm thấy quấy nhiễu. Tạ Oánh Thảo xoay người lại, đối với Nghiêm Từ Mộc. Hắn là mặt hướng nàng ngủ, giờ phút này cũng cảm giác được nàng vòng vo đi lại, vì thế mở to mắt xem nàng. Hai người ánh mắt đã thích ứng hắc ám, ngoài cửa sổ còn có chút hướng ngọn đèn lọt vào đến, hắn xem tới được ánh mắt nàng hơi hơi lóe sáng. Hắn vươn tay đến, đem nàng kéo vào trong lòng ôm lấy. Hai người đều loáng thoáng cảm giác được hiện tại quan hệ cùng phía trước có một điểm vi diệu biến hóa, chẳng phải nói hai người tức giận xa lạ, mà là giống như đột nhiên theo một đám thể bên trong phân liệt ra hai người không gian. Luyến ái thời điểm, luôn cảm thấy ngấy ở cùng nhau là nhất kiện đặc biệt thoải mái sự tình, nhưng là chờ sớm chiều ở chung ở cùng nhau sinh hoạt sau, ngược lại đều bắt đầu cần một điểm bản thân không gian. Mà ở có được bản thân không gian đồng thời, lại không nghĩ xa lạ đối phương, lại lo lắng đối phương nghĩ nhiều. Loại cảm giác này nhường hai người trong lòng đều có một chút vô pháp nói rõ cảm xúc, cũng không phải có thể thông qua nói ra có thể khơi thông giải quyết xong. Loại này nho nhỏ quấy nhiễu, một khi không cẩn thận che chở, có lẽ liền sẽ biến thành vĩ đại vết rách, hoành ở hai người trung gian. Tạ Oánh Thảo tựa vào Nghiêm Từ Mộc trong lòng, nghe của hắn tim đập, chậm rãi đã ngủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Tạ Oánh Thảo ngồi ở trước bàn làm việc, nàng vừa xử lý Hoàng Công làm hạng mục công việc, xem xét cái lỗ hổng ngẩn người. Nàng đang ở không có việc gì phiên vi bác ngoạn, gần nhất nàng rất ít đi ngoạn vi tinh. Tống Quân kết hôn mang thai sau, giống như trở nên càng vội, một tuần cũng không liên hệ một lần, bạn tốt trong vòng đồng học vẫn cứ ở đổi mới các loại hàng ngày, nàng ngẫu nhiên nhìn xem, sau này liền không muốn nhìn, không biết cái gì thời điểm, hảo hảo đồng học liền biến hóa nhanh chóng bắt đầu bán này nọ. Mà vi bắt mặt trên, mọi người đều không biết, tất cả đều là các loại biệt danh, viết gì đó ngược lại giống như càng chân thật một ít. Tạ Oánh Thảo lúc này đang xem một cái bái thiếp. Một ít người từng trải luyến ái thất bại kinh nghiệm giáo huấn, vọng đều biết. Một, hắn thoạt nhìn không như vậy thích ngươi, chính là không như vậy thích ngươi. Nghiêm Từ Mộc hẳn là vẫn là thật thích nàng, thoạt nhìn chính là thật thích nàng bộ dáng. 2. Đừng rơi chậm lại điểm mấu chốt, một lần đều không được, bằng không sẽ luôn luôn như vậy đi xuống. Điểm mấu chốt cái gì, vấn đề này trước kia giống như không cẩn thận lo lắng quá, bản thân điểm mấu chốt có phải hay không có chút thấp. 3. Đừng quá sớm phát sinh quan hệ. Này! Xem như hôm sau phát sinh quan hệ đi. Bất quá hai người kết hôn tựa hồ có chút mau. 4. Chân chính thích của ngươi nam sinh sẽ không cùng ngươi ái muội lâu lắm. Này tuyệt đối là thật, Nghiêm Từ Mộc là thật rất muốn đem nàng mau chóng ăn đến trong bụng. Nhìn đến này một cái thời điểm, Tạ Oánh Thảo thần kinh rung lên, tâm tình cũng tốt rất nhiều, nàng mặt mang mỉm cười tiếp tục nhìn xuống. 5. Cùng nam sinh đi ra ngoài không thể rất hào phóng, không thể rất vì hắn tiêu tiền. Nàng cẩn thận nghĩ, giống như mỗi lần đi ra ngoài phần lớn đều là Nghiêm Từ Mộc ở tiêu tiền, nàng còn cảm thấy có phải không tốt lắm, xem xong này bỗng nhiên cảm thấy có chút an lòng. Nhưng là vẫn là có cơ hội mua điểm lễ vật cho hắn đi. 6. Hắn đối với ngươi thoáng lạnh thoáng nóng chính là không thương ngươi, mau buông tay. Cũng không có như vậy đi, Nghiêm Từ Mộc tựa hồ luôn luôn đều là rất có độ ấm ở theo đuổi nàng, chẳng qua gần đây thái độ hơi có chút. Nàng tiếp tục đi xuống một cái xem, thẳng đến nhìn đến cuối cùng một cái. 9. Vĩnh viễn bảo trì 30% thần bí cảm. Tạ Oánh Thảo ngón tay run đứng lên, chính là này. Nàng rốt cục cảm thấy gần nhất đến cùng là nơi nào không quá thích hợp. Nàng cùng Nghiêm Từ Mộc, theo luyến ái đến bây giờ, cơ hồ liền không có gì khoảng cách cảm cùng thần bí cảm. Lẫn nhau sự tình đều là hoàn toàn hiểu biết, toàn bộ đều là trong suốt thức tiếp xúc. Nàng ở trước mặt hắn là không hề giữ lại hiện ra, mà hắn cũng là toàn bộ thác ra đối nàng. Chỉ có gần nhất 2 ngày, tỉ như hắn đi chơi bóng thời điểm, nàng hội tò mò tưởng hắn sẽ cùng ai cùng nhau, sẽ thế nào chơi bóng, hội ăn cái gì vậy, điểm ấy đoán không gian, phía trước hai người bọn họ là hoàn toàn không có. Xem ra quá mức chặt chẽ cũng là không đủ a. Đỗ Nặc đã đi tiến văn phòng một lát, hắn một mặt không hiểu xem nhà mình chủ quản một lát mỉm cười một lát nhíu mày, hai mắt nhìn chằm máy tính ngẩn người, cuối cùng hắn rốt cục nhịn không được đi rồi đi qua, tham đầu tham não hướng trên màn hình máy tính nhìn. Phốc suy. Đỗ Nặc không nhịn xuống, bật cười. Tạ Oánh Thảo mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện bên người đứng cái đại người sống, ngay cả mang thủ mang cước loạn đem trang web xoa điệu. Ai, ta đã thấy. Đỗ Nặc còn tại cười trộn. Thấy liền thấy, Tạ Oánh Thảo bất đắc dĩ, lại cho ngươi chê cười. Đỗ Nặc thu hồi ý cười, một mặt đứng đắn nói. Tuy rằng không biết ngươi với ngươi lão công đến cùng ra vấn đề gì, nhưng là làm một người nam nhân mà nói, ngươi vừa rồi xem vài thứ kia tất cả đều là vô nghĩa, theo chúng ta này chỉ có thể dùng một chữ đến hình dung, chính là làm. Tạ Oánh Thảo rất ít cùng nam sinh tán gẫu, còn không rõ lắm nam nhân tâm tư, nghe thấy Đỗ Nặc vừa nói như thế, nàng cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại sao vậy chứ, ta cảm thấy những lời này không là rất tốt sao? Cho nên ngươi liền một cái hướng bản thân cùng ngươi lão công trên người bộ có phải không phải? Xem như cái tương đối đi, ta cảm thấy ta lão công kỳ thực hoàn hảo. Tạ Oánh Thảo bản thân cũng chưa phát hiện, nàng nói lên Nghiêm Từ một thời điểm dùng hết công này xưng hô đã phi thường thuận miệng. Đó là ngươi vừa khéo khoác lên. Đỗ Nặc biểu môi, nếu vạn nhất bộ không lên, ngươi về nhà không được dùng sức với ngươi lão công làm tử. Tạ Oánh Thảo khoát tay. Ta mới đối với ngươi nói được như vậy ngu đần được không được, bình thường ta cũng không xem mấy thứ này, liền vừa rồi nhìn như vậy một chút đã bị ngươi bắt bao. Đỗ Nặc thần khí hiện ra như thật. Ta chỉ biết, nữ nhân này a, bình thường một đám đều khôn khéo vô cùng, đụng tới cảm tình vấn đề, liền một cái sau một cái ngốc. Uy, có thể hay không cần như vậy làm thấp đi của ngươi chủ quản. Tạ Oánh Thảo bị hắn nói được mặt đều đỏ, ta chỉ là không cẩn thận phạm vào một chút ngốc mà thôi, ngươi không cần lấy thiên khái toàn được không được nha. Không tốt, ta đây là ở ngăn cản ngươi biến thành kế tiếp ta biểu tỷ. Ngươi biểu tỷ như thế nào? Ta biểu tỷ không yêu đương phía trước, nhiều thông minh lanh lợi một người a, cả nhà liền nàng tối có ý nghĩ, cái gì vậy đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà ngay từ đầu yêu đương, liền bắt đầu biến thành yêu làm nữ nhân, cùng nàng bạn trai làm hoàng, về nhà còn cùng người trong nhà làm, quả thực chịu không nổi. Đỗ Nặc thở dài. Tạ Oánh Thảo vui vẻ. Ngươi còn ghét bỏ ngươi biểu tỷ? Không là ghét bỏ nàng, là cảm thấy hảo đáng tiếc a, ta biểu tỷ thật tốt cô nương, đàm cái luyến ái, chỉ số thông minh đều không có, tự mình cũng không có. Đỗ Nặc thở dài, ta thành thật cùng ngươi nói, kỳ thực nam nhân yêu đương thời điểm, tư duy phi thường đơn giản, hắn đã nghĩ với ngươi thân thiết. Có thân thiết qua cảm thấy không có ý tứ liền đạp, có thân thiết qua, cảm thấy còn tưởng tiến thêm một bước thân thiết liền kết hôn, mang về nhà sủng cả đời. Chúng ta thực đối với ngươi nhóm này đó các nữ nhân nghĩ đến phức tạp như thế, đơn giản điểm tốt nhất. Tạ Oánh Thảo nghe xong nhớ tới này vây quanh Đỗ Nặc chuyển các cô nương, vì thế hỏi một câu. Ngươi còn rất vì nữ hài tử nhóm suy nghĩ a. Đó là, ta tốt xấu cũng coi như nửa con gái chi hữu, ký hiểu được nam sinh não đường về lại hiểu được nữ sinh tâm tư. Đỗ Nặc bao nhiêu có chút đắc ý. Vậy ngươi vì sao đến bây giờ đều không có hảo hảo đàm cái luyến ái đâu? Này. Đỗ Nặc vẫn là cố tả hữu mà nói hắn. Có phải không phải, ngươi mỗi lần đều cùng nữ hài tử thân thiết xong rồi liền đem nhân gia cấp đạp. Mới không có. Đỗ Nặc kêu oan, kỳ thực. Ta đều là bị đá cái kia được không được. Phốt. Tạ Oánh Thảo không nhịn xuống, Đỗ Nặc bi phẫn đi ra cửa. Chờ nàng cười xong, tự mình tỉnh lại một chút, cảm thấy bản thân thật là chuyện bé xé ra to. Chẳng qua là cải biến một chút giữa hai người ở chung hình thức, nàng liền bắt đầu có chút nghi thần nghi quỷ. Nếu về sau lại phát sinh chút gì, nàng chẳng phải là lại càng không bình tĩnh. Cần phải trước tự ta điều tiết một chút mới đúng. Giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, Trần Yến Yến do dự một chút, mời Tạ Oánh Thảo cùng nàng buổi tối cùng nhau dạo phố. Tạ Oánh Thảo vui vẻ đồng ý, nàng cấp Nghiêm Từ Mộc phát ra cái tin nhắn, nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm, muốn tối nay trở về, liền khoái trá theo Trần Yến Yến dạo phố đi. Nguyên lai Trần Yến Yến cùng Hứa Thúc hợp lại sau, cảm tình tiến triển thần tốc. Hai người hiện tại đã chuyển đến cùng nhau ở chung, cũng cùng trong nhà đều nói quá có người yêu, này cuối tuần, Hứa Thúc cha mẹ muốn đến thăm con trai, vừa vặn đi lại cùng Trần Yến Yến gặp một mặt. Cho nên Trần Yến Yến tính toán dạo phố cấp Hứa Thúc ba mẹ mua điểm này nọ làm lễ vật, lại không biết mua cái gì hảo, xin mời Tạ Oánh Thảo hỗ trợ nhìn xem. Trần Yến Yến cảm tình hình thức cùng Tống Quân cùng Tạ Oánh Thảo lại có sở bất đồng, nàng cùng Hứa Thúc cũng không phải người địa phương sĩ, cha mẹ cũng đều không ở bản địa, cho nên rất nhiều chủ ý đều là bản thân lấy, không chịu quấy nhiễu, khả cũng không được đến càng nhiều hơn đề nghị, cho nên nàng cùng Hứa Thúc tương đối cho Tạ Oánh Thảo cùng Nghiêm Từ Mộc, kết hợp càng thêm tự chủ một ít, tạm thời còn không có lo lắng đàm hôn luận gả. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Trần Yến Yến cấp Hứa Thúc mẹ mua nhất kiện áo bành tô, cấp Hứa Thúc ba mua một đôi giày. Nàng là cái trong khung thập phần truyền thống nữ hài, trong nhà còn có một ca ca cùng một cái đệ đệ, lo lắng sự tình thời điểm liền so thân là con một Tạ Oánh Thảo muốn lo lắng nhiều lắm một ít, nàng sẽ lo lắng cân đối sở hữu con người cảm tình, cho nên tặng lễ vật cùng mang lễ vật cũng đều là tận khả năng bận tâm đến mỗi một cá nhân. Như vậy nữ hài biết đại thế, biết chuyện, nhưng là cũng tương đối mệt. Cơm chiều là cùng nhau ăn cá nướng, hai người dạo hoàng xuất ra hơn 9 giờ, Trần Yến Yến thập phần cảm tạ Tạ Oánh Thảo. Tạ Oánh Thảo lấy ra di động nhìn thời gian, phát hiện vài cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Nghiêm Từ Mộc. Nàng dọc theo đường đi chỉ lo cùng Trần Yến Yến tán gẫu, không quan tâm xem di động. Nàng vội vã cấp Nghiêm Từ Mộc bát trở về. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi đã đánh mất đâu. Nghiêm Từ Mộc thanh âm có chút sốt ruột, vẫn cứ tận lực ôn hòa. Ta đã quên xem di động. Không có việc gì, dạo xong rồi sao? Ân, vừa dạo hoàn, ngươi tối hôm nay không đi chơi bóng sao? Không a, sao có thể mỗi ngày chơi bóng a, ta ở các ngươi dạo thương trường cửa, để sau xuất ra cửa tìm ta, nhớ được là cửa nam a, đừng chạy sai lầm rồi, đường nhỏ si. Nga tốt. Tạ Oánh Thảo trong lòng có chút ấm, nàng xấu hổ phát hiện, chỉ cần Nghiêm Từ Mộc như vậy ôn nhu, của nàng đầu óc còn có điểm không tốt lắm xử. Dù sao đi theo Nghiêm Từ Mộc ở cùng nhau thời điểm, giống như cũng không cần mang đầu óc. Tạ Oánh Thảo cùng Trần Yến Yến đi đến thương trường cửa, xung nhìn, di động lại vang lên. Xe ở đường cái bên cạnh đâu, nơi này không nhường dừng xe, ta cũng không nghĩ chạy đến gara ngầm, ngươi nhanh chút đi lại. Đều hơn 9 giờ, chúng ta thuận tiện đem Trần Yến Yến cũng đưa về nhà đi. Không thành vấn đề, hai người các ngươi cùng nhau đi lại. Tạ Oánh Thảo lôi kéo Trần Yến Yến, một đường chạy chậm đến ven đường, quả nhiên thấy Nghiêm Từ Mộc xe ngừng ở bên cạnh, lập tức lôi kéo Trần Yến Yến ngồi đi lên. Nghiêm Từ Mộc phát động ô tô. Trần Yến Yến có trận chưa thấy qua Nghiêm Từ Mộc, hiện tại gặp mặt vẫn là nhịn không được kêu một tiếng. Nghiêm chủ quản. Nghiêm Từ Mộc cười. Hiện tại là Tạ chủ quản, về sau kêu tên của ta là được. Gần nhất cũng không tệ đi. Trần Yến Yến gật đầu. Tạ chủ quản làm việc rất có trật tự, đặc biệt cẩn thận, chúng ta đều thật thích nàng đâu. Vài người nói xong liền đến Trần Yến Yến gia sân cửa, nàng xuống xe nói Tạ bản thân mang theo này nọ đi trở về. Tạ Oánh Thảo nhìn theo của nàng bóng lưng, nói với Nghiêm Từ Mộc. Ta cảm thấy Yến Yến so với ta độc lập hơn. Nghiêm Từ Mộc nhìn nàng một cái. Ngươi chỉ cái gì? Ta cảm thấy nàng có thể bản thân xử lý tốt rất nhiều chuyện, cũng không yêu cùng người tố khổ, mặc kệ Hứa Thúc có hay không bên người, đều có thể bản thân một người. Nàng quay đầu đến xem Nghiêm Từ Mộc, ta cùng với ngươi sau, giống như biến thành tiểu hài tử, cái gì cũng không có thể tự gánh vác. Nghiêm Từ Mộc sờ sờ của nàng đầu. Đương nhiên a, ta lo lắng thôi. Tạ Oánh Thảo thở dài. Ai, ta sắp bị ngươi dưỡng thành một cái cự anh. Nghiêm Từ Mộc phát động ô tô. Được rồi, của ta cục cưng, chúng ta về nhà. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50. Phát biểu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Đang lúc Tạ Oánh Thảo vì hai người hôm sau quan hệ chừng lược cảm buồn rầu thời điểm, nàng cũng phát hiện càng nhiều cần cọ sát sự tình. Tỷ như Tạ Oánh Thảo là cái thời gian quan niệm tương đối cường nhân, nàng thói quen dậy sớm ngủ sớm, cho nên mỗi ngày buổi sáng luôn nàng sáng sớm, làm tốt bữa sáng, sau đó Nghiêm Từ Mộc mới có thể chậm rãi theo trên giường đứng lên. Mà Nghiêm Từ Mộc luôn luôn tại bận rộn công ty thời điểm, giữa khuya thời điểm của hắn ý nghĩ càng thêm rõ ràng, cho nên hắn thói quen thức đêm, có đôi khi cùng Tạ Oánh Thảo thân thiết hoàng, còn có thể đứng lên lại trở lại thư phòng đi công tác. Mặt khác, Tạ Oánh Thảo ưa có quy luật có kế hoạch cuộc sống, tỉ như nàng cuối tuần kế hoạch muốn ở thứ bảy buổi sáng viết bản thảo, hoặc là giặt quần áo, mà giờ phút này Nghiêm Từ Mộc thường xuyên hội linh quan vừa hiện, muốn dẫn nàng đi ra cửa mỹ thuật tạo hình quán hoặc là sân vận động linh tinh địa phương, Tạ Oánh Thảo liền sẽ cự tuyệt, từ lần trước quán ba sự kiện sau, Tạ Oánh Thảo bắt đầu học sẽ cự tuyệt Nghiêm Từ Mộc một ít đề nghị. Điểm ấy bao nhiêu hội xúc phạm tới Nghiêm Từ Mộc cảm tình. Hắn cảm thấy bản thân tỉ mỉ thiết kế một ít hoạt động, nhưng không có bị Tạ Oánh Thảo nhận, cứ việc ở mặt ngoài cũng không có gì bất mãn, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn là tương đối để ý. Ngoài ra, Tạ Oánh Thảo thói quen là mỗi ngày tắm rửa sau, đem đại kiện quần áo đặt ở bẩn y trong sọt, đặt ở nghỉ ngơi ngày thời điểm cùng nhau tắm, nhưng là bên người quần áo đều là tắm rửa sau liền nhân tiện lấy tay rửa phơi nắng đi ra ngoài. Nhưng là Nghiêm Từ Mộc tắc thích đem tiểu nội cùng đánh kiện quần áo cùng nhau quăng tiếng bẩn y lâu, điểm này Tạ Oánh Thảo rất khó nhận, vừa mới bắt đầu nàng còn giúp hắn nhặt xuất ra, tẩy một chút, sau này cảm thấy Nghiêm Từ Mộc như vậy thật sự rất kỳ quái, muốn hắn thay đổi này một thói quen, bất đắc dĩ Nghiêm Từ Mộc chính là miệng đáp ứng, ngẫu nhiên nhân tiện tẩy, đại bộ phận vẫn là tùy tay quăng vào bẩn y trong sọt. Lúc này ly hôn lễ tổ chức ngày đã gần đến phi thường tiếp cận. Nghiêm gia cha mẹ luôn luôn tại vội vàng chuẩn bị hai người hôn sự, khách sạn, hôn xe, các loại thiệp mời, hôn lễ lưu trình đợi chút, đều cùng hai người trẻ tuổi giao đãi qua. Nghiêm Từ Mộc cảm thấy hai người đã gần đến là vợ chồng, hôn lễ chính là cái hình thức, cuối năm công ty thời điểm bận tối mày tối mặt, hắn đối chuyện này cũng không phải đặc biệt để bụng. Tạ Oánh Thảo cảm thấy hoàn toàn là hai nhà cha mẹ đang vội làm hôn sự. Tại như vậy cảm xúc khu động hạ, Tạ Oánh Thảo tâm tình càng ngày càng không tốt, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Nghiêm Từ Mộc đã gần đến nhận thấy được Tạ Oánh Thảo không thích hợp, bởi vì vừa khéo gần đến giờ Tạ Oánh Thảo sinh lý kỳ, hắn một tuần đều không có cùng nàng thân thiết. Tuy rằng không có thực tế kinh nghiệm, nhưng là bao nhiêu cũng nghe nói qua nữ sinh ở sinh lý kỳ nào gian đáng sợ trình độ, cho nên trong khoảng thời gian này Nghiêm Từ Mộc đều tương đối ân cần, sở hữu muốn đụng tới nước lạnh sự tình, hắn tất cả đều ôm đồm, thậm chí này một tuần đều bản thân chủ động đem tiểu nội nội rửa, còn thuận tiện đem Tạ Oánh Thảo cũng tẩy sạch. Nhưng là, một tuần sau, hắn cảm thấy an toàn, lại bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Mà Tạ Oánh Thảo, đứng ở bẩn y lâu tiền, rốt cục nhịn không được phát tác. Nghiêm Từ Mộc. Nàng kêu hắn, ngươi có thể hay không tới đây một chút? Thế nào lão bà đại nhân? Nghiêm Từ Mộc trong tay còn cầm bút, chạy chậm theo trong thư phòng thăm dò đầu. Có thể hay không mời ngươi dùng vài phút thời gian, đêm này tiểu nội nội cầm rửa đâu? Đại khái nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền rửa. Tạ Oánh Thảo tận lực khách khí khí. Ai nha lão bà đại nhân, ta đây cái kế hoạch chính viết đến một nửa kia, ngươi trước làm ra vẽ, ta như thế này viết xong phải đi tẩy được không được? Đã rất nhiều lần nghe được cùng loại lý do Tạ Oánh Thảo một bước cũng không nhường. Không thể, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nhưng là mỗi lần đến cuối cùng đều không có đi làm. Mỗi lần chờ hắn bận hết đều nửa đêm, hắn sao có thể thật sự đi tẩy a, còn không phải nàng không thể nhịn được nữa đi rửa. Lão bà đại nhân giúp đỡ một chút thôi, yêu ngươi a. Nghiêm Từ Mộc xấu lắm lại làm nũng, thẳng đến Tạ Oánh Thảo không nín được cười rộ lên. Ta hôm nay sẽ giúp ngươi tẩy một lần nga, ngày mai nhất định phải bản thân tẩy. Hảo giọt, không thành vấn đề. Nghiêm Từ Mộc lại chui trở lại trong thư phòng mặt đi. Tạ Oánh Thảo chỉ phải không thể không nề hà cầm rửa, tuy rằng chuyện này tạm thời gió êm sóng lặng, nhưng là trong lòng luôn có chút không thoải mái. Kết quả đến ngày thứ hai, Nghiêm Từ Mộc lại trò cũ trọng thi, Tạ Oánh Thảo lần này mặc kệ, chạy đến thư phòng đứng ở trước mặt hắn, luôn luôn xem hắn, nhìn xem hắn cuối cùng bản thân chịu không nổi, đành phải chạy nhanh đi trước tẩy sạch lại trở về tiếp tục công tác. Nhưng là đến ngày thứ ba lại biến thành cái dạng này, Tạ Oánh Thảo rất là không vừa lòng, Nghiêm Từ Mộc cũng có phê bình kín đáo. Ai nha, Oánh Thảo, ngươi trước làm ra vẽ không là đến nơi. Ta cuối tuần khẳng định sẽ đem sở hữu quần áo đều rửa. Dù sao có máy giặt thôi. Bên người quần áo tốt nhất là lấy tay tẩy, máy giặt cũng không nhất định có thể hoàn toàn rửa. Tạ Oánh Thảo thật kiên trì, lại nói liền như vậy nhất kiện vật nhỏ, thủ tẩy hai hạ liền xong việc, ngươi làm chi phải muốn kéo dài tới cuối cùng cùng nhau tắm đâu, ngươi xem đôi vài điều nội nội, thoạt nhìn thật tình không thoải mái. Nghiêm Từ Mộc cau mày. Đại gia cuộc sống thói quen không giống với thôi, ngươi làm gì phải muốn ta với ngươi nhất một thói quen đâu. Tạ Oánh Thảo hơi giận. Chúng ta đây sinh hoạt tại cùng nhau, ngươi có phải không phải cũng hẳn là chiếu cố một chút của ta cảm thụ đâu. Nghiêm Từ Mộc quán buông tay. Ta cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy, ngươi có chút chuyện bé xé ra to. Tạ Oánh Thảo lần này thật sự động khí. Ta thế nào chuyện bé xé ra to? Sinh hoạt một đoạn thời gian, ta kia chuyện không là trước căn cứ của ngươi cảm thụ mới đi làm. Ngươi thích ăn đạm một ít đồ ăn, ta sau này nấu cơm cơ hồ đều không có phóng muối, nhưng là ta thích hơi chút có chút muối vị nhân. Nghiêm Từ Mộc sát một câu. Muối ăn hơn không tốt a. Tạ Oánh Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thích ăn cơm, ta thích ăn mạch, nhưng là chúng ta sinh sống đến bây giờ, mỗi ngày không đều là ở ăn cơm sao? Phía trước ở nhà của ta thời điểm, ngươi làm xong cơm, hỏi ta của ngươi trù nghệ có hay không chinh phục dạ dày ta, kết quả hiện tại ngươi một bữa cơm cũng không làm, tất cả đều là ta ở làm, này tính cái gì chinh phục dạ dày ta a? Nghiêm Từ Mộc nhất tưởng xác thực, hắn nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, bắt đầu đánh ha ha muốn giảng hòa. Ai lão bà đại nhân không nên tức giận a, tức giận đối thân thể không tốt, còn có thể trước tiên biến lão. Bên kia Tạ Oánh Thảo đã giận vù vù xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa phòng. Nghiêm Từ Mộc chạy nhanh tới đem tiểu nội nội linh xuất ra rửa, lại đi sau phòng ngủ môn, không có đáp lại, hắn đi mở cửa, phát hiện môn bị khóa trái, chìa khóa cũng bị nhổ, phỏng chừng lấy đến bên trong đi. Đáng thương Nghiêm tổng, cuối cùng ở trong thư phòng mặt trên sofa ngủ cả đêm, còn đông lạnh bị cảm. Sáng sớm hôm sau, hắn sớm đứng lên đem cơm làm tốt, chờ Tạ Oánh Thảo xuất ra ăn, kết quả Tạ Oánh Thảo rời giường rửa mặt sau, liền trực tiếp xuất môn đi làm, cũng không chờ hắn lái xe đi đưa. Nghiêm Từ Mộc không kịp mặt hài đuổi theo, chờ mở cửa, đuổi tới thang lầu phía dưới, Tạ Oánh Thảo đã sớm không ảnh. Hắn một cái chậm rãi đi về nhà, vừa đi một bên phạm nói thầm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Tạ Oánh Thảo phát lớn như vậy tỳ khí, nguyên lai như vậy khủng bố a. Kỳ thực cái này cũng chưa tính là tệ nhất tình huống, Nghiêm Từ Mộc rất nhanh phát hiện, mặc kệ hắn thế nào cấp Tạ Oánh Thảo gọi điện thoại gửi tin nhắn, đối phương chính là không tiếp điện thoại cũng không về tin nhắn, đến buổi chiều trực tiếp tắt điện thoại, hắn không thể không canh giữ ở Tạ Oánh Thảo công ty dưới lầu chờ, cũng không đợi đến nhân. Hắn đoán Tạ Oánh Thảo có phải không phải trước tiên đi rồi, đành phải một người về nhà, đợi đến gia lại phát hiện trong nhà ngay cả đăng đều không có lượng. Hắn vừa lĩnh quá chứng còn chưa có làm qua hôn lễ lão bà không thấy. Nghiêm Từ Mộc kia còn có tâm tư đi vội công tác, tìm lão bà quan trọng hơn. Phản ứng đầu tiên có phải không phải cùng Tống Quân dạo phố đi, bên kia Tống Quân tiếp điện thoại nói không biết, tiếp theo lại chất vấn Nghiêm Từ Mộc có phải không phải khi dễ Tạ Oánh Thảo. Nghiêm Từ Mộc lười cùng nàng nhiều lời, trực tiếp treo điện thoại, sau đó yên lặng bắt thông Tạ Ba Ba điện thoại. Tạ Ba Ba rất nhanh sẽ tiếp điện thoại. Ai, tiểu Nghiêm a. Nghiêm Từ Mộc trong lòng đánh cổ. Ba ba, Oánh Thảo về nhà sao? Ừ, đã trở lại, nàng nói muốn trở về trụ một trận, tưởng ta, ha, nữ nhi của ta quả nhiên vẫn là tương đối đau cha. Tạ Ba Ba xem ra còn không biết năm nay khinh tiểu vợ chồng cãi nhau tức giận sự tình. Nghiêm Từ Mộc thầm kêu không ổn, Tạ Oánh Thảo như vậy không khóc không nháo chạy về gia đi, hắn làm sao bây giờ? Ba ba, ngài có thể hay không nhường Oánh Thảo tiếp điện thoại a, nàng di động giống như không điện, ta đánh không thông. Không điện. Ta xem nàng còn tại ngoạn di động a, ngươi để sau. Tạ Ba Ba đem điện thoại đưa cho Tạ Oánh Thảo. Uy. Tạ Oánh Thảo thanh âm lười biếng, xem ra về nhà sau tương đương thoải mái. Nghiêm Từ Mộc hạ giọng, nỗ lực nhường thanh tuyến nghe qua đặc biệt ôn nhu. Thân ái lão bà đại nhân, ta một lát đi tiếp ngài về nhà được không được a? Nga, đúng, ta đặc biệt tưởng nhớ ba ta, cho nên muốn ở nhà nhiều ở vài ngày, ngươi có thể lý giải thật là thật tốt quá. Tạ Oánh Thảo đáp phi sở vấn. Nghiêm Từ Mộc thấy nàng là nói cho Tạ Ba Ba nghe, âm thầm kêu khổ. Oánh Thảo a, ta sai lầm rồi được không được a, ta không nên với ngươi cãi nhau, về sau ta mỗi ngày đều sẽ nghiêm cẩn tẩy tiểu nội nội. Nga, ngươi còn có chuyện phải không? Ta đây trước các điện thoại, bái, uy, Oánh Thảo. Đô. Bên kia đã biến thành vội âm. Nghiêm Từ Mộc có chút há hốc mồm, hắn trước kia lão cảm thấy Tạ Oánh Thảo nhu thuận đáng yêu, bình thường còn luôn lo lắng nàng hội lạc đường làm việc gì sai tình, coi nàng là thành tiểu mơ hồ, ai có thể nghĩ đến nàng thanh tĩnh đứng lên như vậy khôn khéo. Xong rồi, lúc này có thể có điểm phiền toái a, mắt thấy cũng sắp muốn cử hành hôn lễ, Tạ Oánh Thảo chạy, này. Nghiêm Từ Mộc lần đầu cảm thấy choáng váng cả đầu. Tạ Oánh Thảo treo điện thoại, đem di động trả lại cấp Tạ Ba Ba, cười híp mắt nói. Ba ba, ta đi nghỉ ngơi. Tạ Ba Ba gần nhất đều là một người trụ, chính cảm thấy tịch mịch, nữ nhi trở về ở vài ngày, hắn đương nhiên vui vô cùng, buổi tối trả lại cho nữ nhi làm đốn đại tiệc. Tạ Oánh Thảo trở lại bản thân phòng ngủ, bên trong bài trí đều không có động quá. Nàng ngồi ở trên giường, xung nhìn quanh, cảm thấy thân thiết vô cùng. Đây là nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương, rời đi nơi này gả đến Nghiêm gia, nàng kỳ thực vẫn là cảm thấy thật không thích ứng. Càng là gần nhất trụ là Nghiêm gia lão phòng ở, không là hôn phòng, bên trong vật phẩm cùng bài trí đều là Nghiêm gia nhân thói quen, nàng kỳ thực cũng không có hoàn toàn thích ứng, vừa mới bắt đầu ngay cả này nọ đều tìm không thấy. Hiện tại trở lại trong nhà mình, nàng mới không nghĩ lại trở về đâu, tuy rằng, nàng có như vậy một chút tưởng niệm Nghiêm Từ Mộc, nhưng là hắn phía trước cái kia thái độ, mơ tưởng làm cho nàng dễ dàng trở về. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.